Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2018. Chúng ta học kiếp phần nghiệp. Chúng ta đã đi qua cái phần khái niệm về nghiệp. Chúng ta đến phần thứ hai là phân loại về nghiệp. Phân loại nghề nghiệp thì cái phần thứ nhất đó là chúng ta phân loại theo đạo đức tâm linh. Có nghĩa là tất cả những cái hoạt động mà thuộc về trong cái suy nghĩ của mình, trong lời nói của mình, trong hành động của mình đã được định hướng bằng hai cái mũi tên khác nhau. Đó là con đường tiến hóa về mặt tâm linh, thì đó là thiện, nó sẽ phát triển trong nhiều tầng cấp. Và cái thứ hai là cái chiều mũi tên ngược lại, đó là cái nó đi ngược lại với cái thiện, tức là bất thiện. Nó đi ngược lại với cái đúng, nó là cái sai. Nó đi ngược lại cái thanh tịnh, nó chính là sự ô nhiễm. Và nó sẽ đưa những cái chúng sinh mà lỗi lầm đó đi vào con đường thoái đọa. Là cái con đường là mình phải tái sanh xuống những cái tầng cấp mà chị thấy là cái đau khổ nó chồng chất, còn cái an vui và cái trong sáng đó thì không biết đâu mà tìm ra cả. Thành ra khi mà nói luân hồi ở trong tam giới là nó 31 cõi, thì chúng ta tạm mà chia ra để chúng ta có thể nhìn thấy, biết để mà chúng ta định hướng cái đời sống của mình khi mà phước báo của mình đó, nó còn nằm trong cái kiếp người. Đây là cái đặc điểm làm người của chúng ta đây. Đặc điểm làm người đó nó gọi là một nửa là lạc, và một cái nửa đây nó gọi là một cái nửa là khổ. Đây là con đường thiện đưa đến sự tiến hóa với nhiều tầng cấp. Đây là con đường bất thiện đưa sự thoái đọa cũng xuống nhiều tầng cấp. Và nó phát sinh từ cái chỗ đó, nó gieo ba cái nhân. Khi mà con đường tiến hóa thì nó gieo bằng cái nhân thiện. Cái nhân thiện đó chia ra làm vô tham, vô sân và trí tuệ. Con đường thoái đọa này nó cũng là có ba nhân, đó là nhân tham, nhân sân và nhân si. Thì khi chúng ta luân hồi là luân hồi trong tam giới, tức là dục giới, dục giới đây, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta làm người có nghĩa là chúng ta đang sống trong cõi dục giới, là cái cõi mà những cái chúng sinh luôn luôn có những cái điều mà mình mong muốn, mình ao ước. Và khi những cái mong muốn, những cái ao ước mình đáp ứng được cái yêu cầu, mình cảm thấy thỏa mãn, mình thọ hỷ, thọ lạc, thì ta gọi đó là hạnh phúc. Nhưng mà khi mà nó không đáp ứng được những cái yêu cầu đó thì người ta sẽ đau khổ. Nhưng mà cái đáp ứng yêu cầu này đó, nếu nó khởi sanh từ cái tâm thiện đây, thì cái quả phước của chúng ta hưởng là một cái quả an vui. Còn nếu nó phát xuất từ một cái lòng tham muốn quá đáng, rồi nó dính mắc quá đáng vào những cái gì mà nó mong muốn, thì nó đi vào cái con đường sai lệch này, thì tất cả những cái mong muốn này được hay không được đều dẫn tới sự đau khổ và đều dẫn tới sự thoái đọa. Đó là cái việc mà chúng ta đây đó nhầm lẫn giữa cái sự hỷ lạc. Đây là hỷ lạc. Hỷ lạc nằm trong cái vùng tham khác, và hỷ lạc này đó nằm trong cái vùng thiện lành nó khác. Hai cái này nó khác nhau. Chúng ta đó sở dĩ chúng ta sai ở cái chỗ là chúng ta không có phân biệt được hai cái loại cảm thọ này. Hai cái loại cảm thọ mà thuộc về hỷ lạc bất thiện và hỷ lạc thiện đây, nó cùng một màu sắc, nó cùng một cái trạng thái mà nó làm cho những cái cảm thọ này đó nó khởi lên trong tâm, và nó làm rung động, nó kích thích những cái tế bào thuộc về thân, tạo nên cái sự hưng phấn. Thì chúng ta không ngờ rằng nó lại chia ra làm hai cái con đường khác nhau về mặt tâm linh, một cái thiện và cái bất thiện.
thì thường cái khuynh hướng những chúng sinh mà trong cõi dục đó, mà khi cái sự phát sanh về trí tuệ tâm linh của chúng ta đó thiếu sự rèn luyện, thiếu sự học hỏi để hiểu biết và rèn luyện để mà chúng ta trải nghiệm những cái đó đó, thì phần lớn chúng ta rơi vào chỗ này, nó đưa đến cái khổ đau trong cái đời sống của mình. Tất cả chúng ta đều đi tìm hạnh phúc hết, đi tìm cái niềm vui hết, và đi tìm cái sự coi như là lạc thú trong cái đời sống của mình hết. Nhưng mà phần lớn đó, chúng ta không phân biệt được cái này. Vì không có phân biệt được nó, cho nên là chúng ta sử dụng nó cũng như là một cái loại đó, hàng thiệt đây và cái loại hàng nhái đây. Thì chúng ta dễ dính vào cái hàng nhái này hơn là đi vào cái hàng thiệt. Bởi vì tất cả những cái niềm vui, những cái hỷ lạc mà nó làm cho người ta cảm thấy như là có một cái chất men nó dậy lên trong cái đời sống người ta, tạo nên một cái sự hưng phấn, nó tạo nên một cái sự nhiệt tình mà nó có thể đưa đến cái cuồng nhiệt. Thì những cái trạng thái này người ta không có phân biệt được bằng cách học hỏi, cũng không có phân biệt bằng cách thực hành về mặt thiền, để chúng ta có thể đọc được cái nội dung của cảm thọ đang xuất hiện ở trong tâm, và nó hình thành nên những cái trạng thái hưng phấn thuộc về thần, không đọc ra được cái này, cho nên nó có sự nhầm lẫn. Và vì vậy đó, có khi suốt cả cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta đi tìm một cái sự hỷ lạc mà nó không xác định được cái con đường tiến hóa tâm linh của mình. Vì vậy đó là chúng ta càng tìm càng khổ. Bởi vì nói rồi, đã nói rồi, tất cả những gì mà chúng ta mong muốn, chúng ta tìm kiếm mà nó đi bằng cái con đường mà sai lệch này đó, được cũng khổ mà không được cũng khổ. Còn cái con đường mà cái hỷ lạc mà chúng ta đi tìm bằng cái pháp thiện đó, thì được cũng an vui, mà không được thì cũng an vui, không có vấn đề gì cả. Cái đó là cái điểm khác biệt mà sư cô cũng đã giảng nhiều lần rồi. Và hôm nay nhắc lại để mà cho chúng ta đó nhìn thấy rõ thế này. Cũng vì cái một cái điểm then chốt đó mà trong cái đời sống chúng ta đó lao đi để tìm. Ví dụ như có hai cái hướng để mình lao đi. Cái hướng thứ nhất á là mình như một cái mũi tên á, mình bắn vào trong cái trọng điểm của cái đời sống này đó, là làm sao đó là chúng ta tạo dựng cho mình được một cái nền tảng cơ sở vật chất, tức là tiền bạc, công ăn việc làm, địa vị, quyền lợi, danh vọng, vân vân. Thì chúng ta tìm cái đó để mà ổn định, và cái đó chúng ta coi nó là cái căn bản để đi tìm hạnh phúc thuộc về hỷ lạc. Đó là một cái con đường. Cái con đường thứ hai đó là chúng ta bị dục giả ở trong tâm, đi tìm một cái gì để mà nó đáp ứng được cái niềm vui trong tâm. Cả hai cái đó ngày đêm chúng ta thôi thúc. Thì cái con đường thứ nhất đó, là cái con đường đó mà coi như là hầu như đó là 99% là người ta đi vào cái con đường đó, và không phải ai cũng thành công trên con đường này. Ngay cả cái con đường đơn giản nhất là kiếm ăn hàng ngày, kiếm để đủ sống hàng ngày thôi, thì nó cũng không phải ai cũng thành công. Và cái con đường thứ hai đó, người ta lao vào để người ta tìm một cái hạnh phúc, một cái mà người ta cảm thấy rằng nó như là một cái chất men của cái đời sống đó, nó làm cho hưng phấn, nó làm cho tươi tắn, nó làm cho giống như những cái mạch máu là nó bắt đầu nó hồng hào trở lại, và nó làm cho hồi sinh một cái đời sống và nó tươi tắn hơn lên. Đó là cái con đường người ta đi tìm cái sự nối kết với người khác, sự nối kết từ trong huyết thống cho đến cái sự nối kết của những người không huyết thống, và ta kết thành một cái mạng lưới. Cái mạng lưới đó gọi là một cái mạng lưới thuộc về cái tình cảm, một cái yêu thương, để người ta cảm thấy ấm áp trong cái đời sống, và người ta cảm thấy cái cuộc đời của mình đó, nó giống như nó được nở hoa. Nhưng mà kể có con đường này đó thì cũng là hơn 90% đó, người ta đi sai lệch. Bởi vì càng tìm càng khó bắt, mà bắt được rồi thì nó tan vỡ.
Và con đường nào cũng là cái con đường mà đưa đến cái sự hụt hẫng và sự đau khổ, người ta đi như thế. Và có một số ít trong những cái đám đông đó, từ ngàn xưa cho đến bây giờ, và có lẽ ngàn sau cũng vậy đó, thì cái số ít đó đó, người ta đi tìm một cái con đường mà nó không phải là cái con đường để mà lao đến cái công danh sự nghiệp, không phải là cái con đường đưa đến sự nối kết. Bây giờ tất cả những con đường này đều là con đường đi ra. Con đường đi ra, chúng ta tìm đến công danh sự nghiệp, chúng ta tìm được cái sự nối kết với người xung quanh, nó vẫn là con đường đi ra. Và chỉ có một số ít á, đi con đường trở vô. Người ta sẽ hỏi rằng những cảm thọ khởi lên trong tâm của mình để mình cảm thấy cái hỷ lạc này, những cảm thọ này nó là gì, nó ra sao, nó bắt nguồn từ đâu, và những cái yếu tố nào nó hình thành nên nó. Vì vậy đó, từ những cái con đường này hoặc là nhiều cái góc cạnh khác nhau, người ta bắt đầu đó đọc được một cái đời sống tâm linh. Và như vậy đó, thế gian này nó sẽ hình thành nên những cái bậc đạo sĩ, và thế giới tăng lữ là tu sĩ của nhiều cái tôn giáo, nhiều cái đạo phái khác nhau. Nhưng mà chỉ riêng có cái đạo Phật, chứ Phật đây đó, trong từ Trung Quốc nó có nghĩa là sáng, có nghĩa là tuệ giác, có nghĩa là tánh toàn giác. Và khi đã đạt được cái sự toàn giác này rồi đó, người ta tìm ra được cái chân lý về tâm linh. Và cái chân lý về tâm linh này nè, nó đã đưa cái mũi tên này nè đi đến cái đỉnh cao của nó, là sự giải thoát ở đây. Và nó đưa đến một cái tột cùng của nó ở đây, nó là mãi mãi, nó là cái sự luân hồi. Nếu chúng ta sai, nếu chúng ta lệch, nếu chúng ta điên đảo thì chúng ta đi mãi trong cái luân hồi. Còn nếu chúng ta nâng những cái tầng cấp thiện lành sáng suốt chúng ta lên, thì cho đến ngày nào đó chúng ta thoát khỏi sự sai lầm, chúng ta thoát khỏi sự lệch lạc, chúng ta thắp sáng một cái đời sống nội tâm của chúng ta lên, thì chúng ta đi con đường giải thoát. Cái định hướng rất rõ như vậy. Và khi người ta chọn một cái con đường tâm linh như thế này, thì ta sẽ nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy cái con đường mà ta lao ra đầu tiên đó, là cái con đường của công danh sự nghiệp đó. Giờ đây nó là một cái phương tiện. Cái con đường thứ hai, người ta đi tìm một cái sự nối kết từ trong cốt nhục cho đến bên ngoài, nó cũng là một phương tiện. Và cái chữ phương tiện đây nghĩa là gì? Cái phương tiện đây không có nghĩa đó, nó là một cái điểm tựa để từ đó mình đạp lên, mà mình á là bay lên cao, không phải vậy. Cái phương tiện này, cái điểm tựa này đó, trong cái từ của nhà Phật nói rất là rõ ràng đó, đó là cái ruộng phước. Nếu cái phước báu từ ngàn đời mà giờ đây đó, khi đi vào con đường mưu sinh, mình trở thành một cái người mà tạo nên cái lợi ích lớn nhất, và mình là cái điểm tựa của những người làm việc chung, thì mình sẽ là cái người đã đứng đầu. Thì ta sử dụng cái sự giỏi giang của mình, sử dụng cái năng lực về tâm linh mà trở thành cái điểm tựa cho người xung quanh đó, để người ta có thể đó làm cho đó những cái pháp mà sáng chói của mình đó có cái điều kiện phát sanh nhiều hơn. Chứ người ta không coi những cái nghề nghiệp hoặc là cái địa vị của mình đó như là một cái phương tiện để mà nó nuôi dưỡng những cái lạc thú riêng tư mà nó thuộc về ích kỷ và thấp hèn này. Một người thầy thuốc rất là giỏi, không lấy cái giỏi đó để mà làm nên danh vọng, cũng không lấy cái giỏi đó để mà giàu sang phú quý mà thọ hưởng rất là nhiều.
Nhưng người ta lấy cái giỏi đó để mà trợ giúp cho những cái người không có phân biệt rằng giàu nghèo hay là khôn dại, người ta đang khổ vì bệnh tật của thể xác, mình giúp cho người ta thoát khỏi cái khổ đó. Đó là cái niềm vui, đó là cái hạnh phúc. Thì đó là những bậc có y đức. Một cái nó đi vào con đường của ác nghiệp, một cái đi vào con đường của thiện nghiệp. Thành ra chúng ta sống trên thế gian này, có những người có mặt trong đời này để làm cho cái phước báo của mình tăng lên. Có những người sống trong đời này đó, sử dụng những cái phương tiện trong đời này để làm cho cái sự thoái độ của mình tăng lên. Cho nên khi thân hoại mạng chung trong kiếp người này đây đó, thì ngay những cái gì mà chúng ta lao bằng hai con đường. Con đường thứ nhất là mưu sinh và danh lợi. Con đường này có thể đưa xuống tiến hóa, mà con đường này cũng có thể đưa đến cái sự tiến hóa. Và cái sự nối kết với cốt nhục những người thân chúng ta đây đó, mà chúng ta trải lòng mình ra để đem những cái điều tốt nhất cho những cái người mà chúng ta đang nối kết đây, lớn nhỏ đều là ruộng phước của chúng ta, thì đó là con đường tiến hóa tâm linh. Còn nếu không đó, ngay cả các con của người ta đó, nó cũng là một cái phương tiện để thỏa mãn những dục vọng của người ta. Và con người có nhiều cái thứ dục vọng khác nhau, không phải chỉ có một thứ đâu. Cho nên đó là bi kịch trong cái mối quan hệ mà cốt nhục đó dẫy đầy, chứ không phải là chỉ lâu lâu mới có. Đó là cái ác nghiệp. Cho nên khi thân hoại mạng chung thì cái con đường tái sanh này nó đã đi trong cái định hướng ở trong tâm của chúng ta đó. Ngay trong cái hiện kiếp này chúng ta đã định hướng như thế nào thì con đường tái sanh chúng ta khi thân hoại mạng chung nó đã rõ nè. Vì tất cả những cái này nó đều là thầm kín ở bên trong, khó mà đọc được hết. Những gì hiển lộ ra bằng lời nói, hiển lộ ra bằng cái hành vi cử xỉu, cái cách ứng xử thì người ta còn dò biết được. Còn những cái nó thâm thẳm ở bên trong á, chi phối bên trong, thì chỉ duy có người đó mới biết. Như vậy từ trong cái dòng luân hồi này nè, trong cái hiện kiếp này, giờ đây cái gì là hoạt động mạnh nhất thì chính bản thân người đó thấy rõ biết rõ. Phần nào hoạt động mạnh nhất thấy rõ biết rõ. Như vậy chính chúng ta đã gieo nghiệp xuống. Và giờ đây trong mỗi kiếp sống chúng ta cũng gieo xuống để mà chúng ta thăng tiến đời mình hay thoái đọa đời mình, nó là như thế. Hoặc là chúng ta đó có một cái sự mê muội mà trong Phật học gọi là cái tâm si, gọi là cái tâm tham. Tham đây là nó dính chắc vào. Si á là nó mê muội, nó không nhận ra, cho nên nó chìm đắm trong cái đam mê của nó. Thành ra ta dính chắc vào địa vị, dính chắc vào công danh sự nghiệp, dính chắc vào những cái phương tiện gì mà hiện nay người ta đang hái ra tiền, người ta được mọi người ngưỡng mộ đây, người ta dính vào cái chỗ đó. Con đường thứ hai, người ta dính vào cốt nhục, người ta dính vào những cái mối quan hệ mà người ta tạo tác ra ngoài cái con đường cốt nhục đó, người ta vẫn dính vào trong cái chỗ đó. Nó đây, ở đây nó là con đường đó. Và như vậy con đường tái sanh cho những người này vẫn là con đường của sự thoái đọa. Thí dụ như mình nói vậy, ai cũng biết hết. Thí dụ mình nói một con voi nó ăn cỏ đi, vậy nó ăn cỏ đen chi để mà nó, thứ nhất nếu nó còn trẻ thì nó còn nhỏ thì nó nuôi lớn cái thân của nó lên. Mà nếu nó hết cái độ phát triển thì nó duy trì cái sự sống của nó. Vì cái sinh hoạt của cái chuyện mà nó ăn cỏ đó, thì nó đến những vùng cỏ ngon, nó ăn cái cỏ đó xong, từ khi mà cỏ này đã biến thành những loại nhũ trách để nuôi cơ thể nó, thì có cái phần thải nó rơi ra ngoài, rồi thốt nó lại tiếp tục ăn cỏ. Và cỏ là một cái phương tiện để nuôi sống nó. Nhưng con người có cái điều lạ thế này, người ta lấy cái
kế mưu sinh. Cái công danh sự nghiệp đó, nó là cái để người ta nuôi cái ngã người ta, ta hãnh diện với đời. Nhưng có cái điều lạ là ta bám chặt vào trong chỗ đó, không ngã ra. Người ta có cốt nhục để có một cái niềm tin rằng có người sẽ chia sẻ cái đời sống, không những về mặt vật chất, về mặt tâm linh đó, với mình đó, khó mà đổi thay. Hai nữa, những cái nối kết bên ngoài mà chúng ta đã chọn lựa để gắn bó đó, thì cái con người đó, nó khác với những cái chúng sinh mà nó sống đơn giản ở cái chỗ đó. Con người bám vào trong chỗ đó, bám chặt vào trong chỗ đó, không rời ra. Cho nên không có coi cái mà chúng ta đi vào cuộc sống này đó bằng hai con đường mưu sinh và cái con đường nối kết này đó là một phương tiện mà chúng ta đóng ngộ bám luôn ở chỗ đó. Và đấy là cái cách thức thoái đọa mà hầu như đó 99% chúng ta sinh ra làm người chúng ta dính ở chỗ này. Dính ở chỗ này. Nó dính cho đến đội đó, một cái áo mặc, một cái đôi dép để mang, một cái mũ để đội trên đầu nó vẫn dính. Một cái gối để ngủ, một cái chăn để đắp vẫn dính vào. Thật ra chúng ta phải xem xét lại những cái đặc điểm này. Nó xuất hiện mà chúng ta thấy ai cũng vậy, mình cũng vậy thôi. Ngày hôm nay chúng ta xem có cần xem lại không? Và có bao giờ chúng ta nghĩ rằng cái thường tình này chính là cái phần quấy nhiễm đây, chính là cái phần mà thân hoại mạng chung rồi đó. Chúng ta nói cả một cái đời mình không làm cái điều gì đó mà ác độc hết, khỏe rồi đó. Nhưng mà khi mở mắt ra mình lại không có ở trong cái cảnh giới của cái cõi người hoặc là cái cõi nhàn, không có đó, mà nó ở trong cái cõi khổ này. Nó không biết tại sao, tại vì sự dính mắc đó. Tại vì chúng ta đã không sử dụng tất cả những cái quả mà nó hiện ra trong cuộc đời của chúng ta đây. Cái quả đó là nghề nghiệp mưu sinh, là công danh sự nghiệp, là tất cả những người chúng ta nối kết đây. Chúng ta không coi đó là cái quả. Mà khi chúng ta hưởng rồi thì cũng như là con voi nó ăn cỏ vậy đó, xong rồi thì thôi. Chúng ta không coi vậy, mà chúng ta kết nó rồi, giữ chặt nó rồi. Và từ cái chỗ giữ chặt đó thì cái con đường thoái đọa này nè, bốn cái tầng cấp của cái cõi khổ này, nó sẽ xuất hiện trong cái đời sống của chúng ta để chúng ta nếm trải và chúng ta chiêm nghiệm và chúng ta tỉnh thức. Đầu tiên là nếm trải trước nha, sau nữa là chiêm nghiệm nó, rồi sau nữa là thức tỉnh. Và khi nào thức tỉnh thì thoát. Chưa thức tỉnh chưa thoát. Nhớ cái công thức này, tôi cô đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Đó là cái công thức mà cái tâm linh của chúng ta đó, do cái phước báo làm người, rồi từ từ chúng ta mới sẽ nhận ra. Trừ khi những người nào đó mà bị những cái hỷ lạc thuộc về những cái cảm thọ thấp hèn, trong khi hưởng những cái lạc thú của kiếp người đây mà nó quá đổi là thấp hèn, thì nó sẽ che mờ rất lâu, không biết bao nhiêu kiếp. Chúng ta thấy có những cái đình thờ những cái vị thần có khi trên cả ngàn năm không có siêu thoát. Tại vì những cái vị thần này đó xuất thân khi họ ở cõi người đó, họ có thể là những cái vị tướng giỏi, và họ vì dân vì nước, họ bảo vệ cái vùng đất mà họ có trách nhiệm, họ được cái những cái người dân đó tôn kính họ, và vua cũng công nhận cái năng lực cũng như là cái phước đức của cái người này, cho nên là phong thần và đã lập một cái đình để mà thờ những cái vị thần này. Đó là những vị phúc thần.
Nhưng mà họ ở mãi đó, họ đâu có đi. Vì họ khi mà còn ở thế gian, họ quen có cái quyền lực và dùng cái quyền lực đó làm những cái điều tốt, những cái điều lợi ích cho bá tánh. Và khi được từ vua cho đến là thương dân đó, người ta xác tính được cái điều đó và người ta tôn trọng, người ta cung kính đó, thì người này bám vào trong đó không có đi đâu. Cho nên cái tuổi thọ của những cái chúng sinh mà ở trong cõi khổ này vô hạn định. Là vì trong những cái chúng sinh mà ở trong cái cõi này đó, bữa lần trước thì cô có giảng là nó không những là nó là noãn sanh, nó là thai sanh, nó là thấp sanh, mà cái loại mà nó ở lâu nhất là loại hóa sanh. Loại hóa sanh này nó cứ chết xong lại làm cực nhanh. Và vì vậy đó, ở cái chỗ này mà nó cứ tái sanh trong cõi này quá. Và cái này để mà giải thích là sư cô đã có nói lần trước đó, là cái khi mình học về cái phần mà cái tâm mà tục sinh đó, khi mà nó tử rồi nó qua cái tục sinh, cái tục sinh này đó là 14 cái sát na đầu tiên sau khi cái tâm tục sinh mà nó trở thành hộ kiếp đó, thì cái bám víu về sự sống này, nó khởi sinh trong cái giai đoạn đầu, cho nên nó rất là mạnh. Như vậy người ta sinh ra làm người, người ta cũng bám vào sự sống mình. Làm loài vật bất cứ loại nào, người ta cũng không muốn từ bỏ cái sự sống của một cái kiếp súc sinh người ta. Nếu người ta là ma hay là quỷ, ta cũng không muốn từ bỏ. Mà nếu là Atula cũng không muốn từ bỏ. Ngay cả những người trong địa ngục thì không biết làm cách nào để từ bỏ. Chúng ta hiểu vậy để chi? Để luôn luôn đó là chúng ta phải có một cái nhìn sáng suốt. Từ cái chỗ sáng suốt chúng ta hiểu biết đó, thì chúng ta mới nói với chính mình rằng hãy từ bỏ cái kiếp sống khốn khổ này đây, bằng cách đó thay đổi cái suy nghĩ của mình. Hay là chúng ta giữ nguyên những cái suy nghĩ của mình để mà chấp nhận cái sự khốn cùng trong những cái kiếp tái sanh của mình. Thì cái đó chỉ của mình mới giải quyết được. Bài toán này chỉ có mình mới giải quyết cho mình, còn không có ai giải quyết cho mình cả. Chúng ta ngỡ rồi rằng là chúng ta sẽ có một cái phép màu nào đó. Cũng như các cháu còn nhỏ đó, 2-3 tuổi, nó cứ ngỡ rằng nó muốn cái gì đó là ba mẹ nó phải đáp ứng được cho nó. Nhưng mà nó muốn cái mặt trăng thì ba mẹ nó đâu có đáp ứng được. Và chúng ta ở cái tuổi nó không còn là 2-3 tuổi nữa, nhưng mà cái ước muốn của chúng ta theo thời gian đó là chúng ta muốn mặt trăng, chứ chúng ta không có thích cái bong bóng. Chúng ta luôn mong muốn những gì đó là quá cái tầm tay của mình, nó quá cái phước đức của mình, nó quá cái khả năng của mình. Nó là những cái giấc mơ. Cái giấc mơ này nó phủ lên hai cái đối tượng. Cái đối tượng thuộc về phát triển cái con đường mà nãy sư cô nói đó, là về vấn đề mưu sinh, về vấn đề công danh sự nghiệp. Con đường thứ hai là cái con đường nối kết của cái tình người với nhau. Thì chúng ta đều phả những cái ước mơ chúng ta lên đó. Và để chi? Để làm đẹp cuộc đời mình, mà cũng chính là để phá hoại cái đời sống nội tâm của mình. Mộng để quên đi một cái thực tại, không có hài lòng. Nhưng mà giấc mơ đó không bao giờ có thể với tới để mà mơ mãi, để mà xót xa mãi, để mà tuổi thân tuổi phận mãi. Đó chỉ là cái cách mà chúng ta đã gặm nhấm cái ước mơ và cái phiền muộn của mình, để hình thành ra một cái đời sống mà nơi đó chúng ta nuôi dưỡng cái si này chúng ta không biết. Nên nó là con đường phải đợi. Như vậy cái si này nó xuất hiện với nhiều dạng, nhiều cách khác nha.
để khi thân ngoại mạng chung này, người ta sẽ đi vào xúc sinh các loại. Và như lần trước, tôi cô có đọc cái câu nói của Đức Phật. Đức Phật nói rằng là chưa có từng thấy một cái cõi nào mà cái chúng sinh trong cái cõi đó lại đa dạng đến mức độ. Từ những cái chúng sinh mà sống trên không trung, rồi là trên trạng, rừng núi vân vân, rồi dưới nước đa dạng, thì nó nhiều vô số kể, nhiều loại vô số kể, không có đếm được. Nhưng mà Đức Phật nói rằng tất cả những cái đó do đâu? Do tâm chúng ta vẽ vời ra. Con đường đi tái sanh nằm trong cái tâm của chúng ta. Và khi mà cái si mà nó che khuất lại đó, tâm chúng ta vẽ ra nhiều thứ lắm. Mà chúng vẽ cái gì được cái đó? Gì đó, cái vẽ mà đưa tới sự thoái đọa đó, nó giống như buông cái tay xuống là có xong. Giống như con nít mà nó vẽ cái bức tranh đó, đầu tiên nó còn cầm cây viết, bên đây cầm cây viết, nó vẽ đại rồi, nó thấy không xong, nó nhúng luôn 10 cái móng tay nó vô vẽ đại. Quá dễ. Nhưng mà để vẽ một bức tranh mà có giá trị đó, thì cái người này cũng phải đã có một cái quá trình học hỏi và rèn luyện như thế nào để mà có thể thể hiện được một cái bức tranh nó có thật. Nó không những người ta nhìn vô, người ta thấy được cái hiện thực của nó, mà ta còn thấy cái thần thái ở trong đó nữa. Thì cái người này nè, phải có học hỏi, phải có rèn luyện. Còn cái người này chỉ đi bằng con tâm si, chỉ cần tâm si thôi, chỉ cần buông thõng xuống cái là tất cả nó thiên hình vạn trạng nó sẽ hiện ra. Nhưng nó không là cái gì cả. Quý vị đọc một cái tài liệu của một cái người Nhật, người ta nghiên cứu về vấn đề nước. Khi mà mình cầu nguyện, mình dùng cái tâm lành hoặc mình tụng kinh đó, thì cái nước nó sẽ thành cái hoa văn. Mà khi người ta buông trôi tất cả thì những cái hình thù của nó cực kỳ quái dị và nó đa dạng vô cùng. Thành ra nơi đây nè, nó sẽ đi bằng tâm phóng dật. Nơi đây nó đi bằng con đường sáng suốt. Vậy khi nào chúng ta không kiểm soát được tâm mình thì chúng ta đi bằng con đường phóng dật. Quá dễ. Vậy khi chúng ta chưa biết tu đây đó, con đường phóng dật của chúng ta là hầu như thường trực. Bây giờ chúng ta biết, giảm lại một chút. Chúng ta cố gắng giảm một chút nữa, giảm một chút nữa, giảm một chút nữa. Còn không hết rồi. Chúng ta tin tưởng rằng đó, cha mẹ mình đó là như cái nôi êm ái để mình nương tựa. Sau này mình kết thân với bất cứ ai, hoặc mình có con cái cũng vậy, mình cũng nghĩ vậy. Mình cũng nghĩ vậy, mình tính như vậy. Và mình phó thác như vậy. Nhưng mình có hiểu rằng cái trạng thái đó nó có dính dáng với tâm si không? Và chính vì vậy mà khi thân ngoại mạng chung đó, người ta cũng nương về những cái người ta đã từng tựa vào, người ta đừng được ủ ấm trong nôi đó, để rồi người ta kết mãi không có nguôi. Cũng vì quyến luyến người thân mà người ta thành ma. Vì quyến luyến ngôi nhà thành thân thuộc này đây, người ta thành ma. Và cái cõi đầu tiên mà lần trước cô có trình bày quý vị đó, đó là cái cõi của súc sinh, hay còn gọi là cái cõi của bàn sinh. Những cái chúng sinh này đó, thì cái điểm chánh yếu để mà tái sanh vào cái cõi này đó là nó dẫn đầu bằng cái chữ si. Nên chuyển về đây. Cho nên tất cả các loài vật đó, chúng ta thấy đó, ngay cả một loài thôi, mình nói một loài chúng ta dễ thấy nhất là cái loài chó chẳng hạn. Thì có những cái con chó mà cái người chủ nó nuôi nó trong những cái điều kiện mà có thể là một cái người là con người thiếu phước không có được. Nhưng mà cũng có những cái con chó đó, nó không có cái gì để mà nó lang thang tới đâu là người ta đánh nó tới đó, người ta đuổi nó tới đó. Nó bị đối xử rất là tàn tệ. Thì tất cả những cái gì mà những cái chúng sinh mà nó sinh ra trong cái cõi súc sanh này đó,
mà chúng ta thấy có con đẹp, có con xấu, có con tật nguyền, có con lành lặn, có con phước nhiều, có con phước ít, vân vân, thì tất cả nó cũng chỉ là những cái quả nghiệp như khi chúng ta làm người mà thôi, không có gì khác hết. Bởi vì bất cứ dưới hình hài nào thì con người ta cũng chở theo cái nghiệp quả của mình mà thôi, không có khác hơn. Bây giờ làm người cũng chở theo nghiệp quả của mình, về súc sinh các loại này cũng chở theo nghiệp quả của mình. Cho nên cái gì mà chúng ta đã tạo phước thì luân hồi đến đâu đó thì những cái phước này trổ sanh chúng ta vẫn hưởng được. Chỉ có cái đó, là khi mà trổ sanh xuống những cõi mà gọi là cõi khổ đó, ví dụ như đặc biệt là nó địa ngục đó, thì những cái mà thuộc về cái phước lành chúng ta không trổ sanh được. Nó giống như cái vùng đất này đó, mà để những cái hạt giống tốt đó, là nó bị thui chột hết, mà những cái hạt giống dữ dằn này đó thì nó lại là thuận lợi cho nó để nó trổ sanh. Cho nên tại sao mà trong cái nhà Phật á, nó nói rằng cái hiếu của người con mà đối với cha mẹ đó, thì cái việc mình chăm lo cho cha mẹ mới còn phần. Còn cái phần then chốt nhất á, là làm sao cho cha mẹ mình hiểu được cái giáo pháp này. Bởi vì những cái gì mà mình chăm sóc cho cha mẹ mình trong cái lúc tuổi già này, ăn ở thuốc men bồng ẩm tắm rửa vân vân, nó là cái quả hiện tiền. Chấm dứt cái mạng sống là hết, không còn gì nữa hết. Nhưng mà những cái gì hiểu biết về giáo pháp á, nó sẽ đi trong cái luân hồi, và người này sẽ nhớ, người này đó sẽ làm cho phát sáng nó thì ta thoát. Nó phải có cái mối, cái giao lưu. Không phải là trong chùa tụng kinh nhiều á mà ai cũng siêu, khi nào người ta có nó mới nói được. Chúng ta nhớ cái nguyên tắc nó vậy, là nó phải có cái sự câu thông. Khi ta tụng kinh á, nó đi bằng từ cái phần sáng này lên. Nhưng mà cái người nghe đó, nó không có mở được cái phần này ra, nó chỉ có cái phần buồn bã khổ đau này rồi thì nó không nói kết được. Cho nên là khi mà chúng ta giúp cho cha mẹ mình hoặc là cái người thân của mình đó, biết về cái chút giáo pháp thì nó giống như cái điểm sáng nằm đây. Để đến khi có điều kiện đó, nó mới câu thông được. Nó câu thông được với kinh kệ, với là pháp, thì mới thoát được, còn không đâu, không có câu thông được. Vì cái lẽ đó mà chúng ta thấy rằng là thời của Đức Phật, người xuất gia là cầm cái bình bát đi hóa duyên. Và cái người này không phải đem cho cái vật thực, cũng phải đi bố thí vật thực, mà đi cúng dường, cho nên phải quỳ xuống rồi phải dâng lên. Và đây là một cái sự nối kết, cho nên người ta nghe được một chút giáo pháp và giữ được nó, thì nó là cái điểm sáng để nói. Và chắc là lớp này cũng nhớ cái chuyện con dơi mà sư cô kể đó. Chỉ nằm trên cái dòm của cái hang động thôi, nghe cái pháp âm thôi, không có hiểu. Nhưng mà trong cái luân hồi đó, cái kiếp cuối cùng nó nghe được di diệu pháp và đắc đạo quả, nói. Cho nên người ta mới gọi á, đây là gieo duyên với Tam Bảo. Gieo duyên với Tam Bảo. Vì vậy cho nên là cái thời Đức Phật đó, thì không những đó, Đức Phật là đấng toàn giác, mà đệ tử của Đức Phật thành Phật cũng nhiều. Mà thời đó là chư thiên ở cõi dục cũng đắc đạo quả rất nhiều, và thánh tăng cũng rất nhiều, và bậc chương tu cũng rất nhiều. Vì vậy mà cái việc đặt bát, cái việc gieo duyên với Tam Bảo, đó là cái phước mà nó sẽ gieo những cái chủng tử đó trong cái luân hồi không biết bao nhiêu ngàn kiếp. Và chắc là chúng ta nhớ cái câu chuyện của một cái cô tiểu thư này. Khi mà tới cái tuổi đi lập gia đình đó, thì lỡ dướng vào cái người tớ trai rồi, có thai rồi, cho nên là phải trốn đi. Rồi sanh đứa con thứ nhất, đứa con thứ hai. Rồi cái người chồng chết, người chồng chết vì rắn cắn. Một đứa con á, bị diều hâu nó tha, nó ăn thịt. Một đứa con thì chết trốn.
Còn người đàn bà này thì trong cái bức xúc đó là hoảng loạn, cho nên là điên cuồng xé quần xé áo đi. Mà tại làm sao đó cái người điên cuồng này đó không lê lết vào trong chợ búa, không lê lết vào trong những cái đường tăm tối, mà trong cái lúc mà khùng điên như vậy lại đi đến cái tinh xá của Đức Phật. Không bao giờ là sự tình cờ, không bao giờ là sự tình cờ cả. Bởi vì tiền kiếp của cái người khốn khổ này đây đó đã từng có gieo duyên với Pháp Bảo, gieo duyên với lại Tam Bảo. Và cái người này nè đã từng có thọ bát quan trai, đã từng có những cái năm tháng dài đó là người Phật tử thuần thành. Nhưng mà gì đó người ta nhầm lẫn trong cái chuyện mà người ta đó bám vào cái hôn nhân, bám vào cái đời sống gia đình một cách lệch lạc, và để cho mình đó thề thốt những cái điều sai, do đó mà nhận một cái quả cực kỳ đắng. Nhưng mà trong cái lúc tâm tối nhất, cái điểm sáng này, cái điểm gieo duyên này đó đã đưa cái người nữ này đó trầm truồng điên loạn đến gần cái tinh xá. Thì vì vậy mới nghe được Đức Phật giảng pháp, và vì vậy mới trở thành một cái người xuất gia và sau đó đắc đạo quả. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm được tốt nó sẽ nối kết với điều tốt mãi. Những gì chúng ta làm điều xấu nó cũng sẽ nối kết với cái khổ đau. Nó chờ khi chúng ta thức tỉnh rồi thì chúng ta thoát, chưa thức tỉnh thì chưa thoát. Cho nên cái người thân của mình mà biết đến giáo pháp dẫu một chút thì cũng như là một cái hạt giống nó tiềm ẩn ở đây. Và vì vậy đó là dẫu cho chúng ta đã có hiểu được bao nhiêu đi nữa thì cái chuyện đó cứ phải theo thời gian. Nhưng mà trước mắt chúng ta cứ có cái khả năng mà chúng ta nghe giảng, chúng ta có cái khả năng mà chúng ta đọc kinh, chúng ta có cái khả năng mà chúng ta trì tụng, thì chúng ta cứ là. Còn bao lâu mà những cái mà nó thuộc về che khuất của mình á, nó rơi rụng bớt thì chừng đó chúng ta hiểu. Nhưng mà chúng ta cứ kiên trì. Chúng ta cứ hình dung vậy nha. Hình dung là cái dòng thời gian trong cái kiếp sống chúng ta nó chảy thế này. Đây là bắt đầu mình sinh ra đây. Bớt một câu chuyện đời, thêm câu niệm Phật. Vậy cái lúc người ta niệm Phật đó là cái tâm người ta an định trong cái hồng danh đó. Cái lúc mình tụng bài kinh mình thì đó, lúc mình nghe cái giáo pháp mình cứ như thế này. Chính những cái điểm sáng này rồi nó sẽ kết lại. Còn nếu như chúng ta không có những cái điều đó thì chúng ta sẽ lăn quanh ở đây mà chúng ta không có nhận ra. Tại sao vậy? Vì nếu nhận ra chúng ta đã không dám. Mình không thấy rõ, không biết rõ, cho nên mình cứ lẩn quẩn. Thì chi bằng mỗi một ngày chúng ta đều có những cái giờ phút chúng ta thanh tịnh để cho cái tâm mình được thanh lọc lại. Thì đó là cái công việc làm nó sẽ đưa mình đi vào con đường tiến hóa. Tu cũng do mình, trong sạch cũng do mình, không tu cũng do mình, thoái đỏ cũng do mình. Như vậy không có ai là cái người mà bắt buộc chúng ta đã làm điều xấu, mà cũng không có ai đó là bắt buộc chúng ta làm điều tốt. Tốt hay xấu do mình. Kinh pháp cũ Đức Phật cũng dạy thì trong sạch hay thoái đỏ đều do mình. Do ở chỗ đó mình hiểu biết thì mình không làm những cái điều thiệt hại cho mình biết thì mình làm điều cho chính mình. Vậy. Vậy bây giờ chúng ta nói cái cõi đầu tiên là cái cõi súc sinh. Nó bị cái si che ảnh. Rồi có người sẽ hỏi vậy: sao thấy con vật đó nó có những cái, nó có những cái khả năng mà con người đó không có được. Ví dụ như bây giờ mình nói cái tai mà để nghe xa đó mình không có bằng số loài vật. Cái mũi mà để thính đó thì mình cũng không bằng số loài vật. Người ta nói ở một vài cái bệnh viện đó, nó xuất hiện những con mèo hoang.
Mà trong số đó không phải con nào cũng có được. Có một cái con mèo đen á, thể mà nó quang trong cái bệnh viện đó, thì hãy nó tới cái phòng của cái người nào, nó đến cái giường của cái người nào, thì có nghĩa là cái dấu báo hiệu người nó sắp ra đi. Tức là cái con mèo này nó có cái khả năng á, nó kết được cái mùi của tử khí. Thành ra nghe nghe cái mùi tử khí là nó đến. Thành ra khi nó đến thì cái dấu hiệu báo trên người đó chứ. Thì con người cũng có nhưng mà ít. Con vật nó cũng có mà nó ít. Hoặc là nói về cái trí thông minh chẳng hạn, thì loài vật, nhiều con vật nó rất là thông minh, rất là giỏi giang. Mà con người có khi không có được. Nhưng mà xin nói rõ ràng, tất cả những cái năng lực mà chúng ta tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp, ví dụ như bây giờ mình là một cái người thợ mộc giỏi, một người thợ mai giỏi, một người thợ nấu ăn giỏi, nói chung là trong cái lĩnh vực nào đó mình là một cái người giỏi, một người tinh xảo trong nghề nghiệp mình, năng lực đó không mất. Nó không mất. Bởi mình rèn luyện mà. Nó hình thành ở trong cái sở hữu tư của mình đó. Và nó được cất lại trong cái sở hữu tư. Cho nên cái dòng nghiệp của mình nó trôi đi đó, thì tất cả những cái năng lực mình tạo ra không có mất. Một cái một cô đã 24 tuổi đến gặp sư cô. Đau khổ là gì đó, mình đẹp mà cái tánh mình là hiền hậu mà lại thông minh nữa, nhưng mà sao nó lận đận cái chuyện tình đó. Hỏi lại thì biết rằng là cô này đang học thạc sĩ năm thứ nhất. Thì cô ấy mới kể những cái chuyện tình cảm của cô cho nghe. Thì sau khi mà nghe xong rồi thì sư cô mới nói nè, ở đời đó mỗi người có cái phước khác nha. Con thì có cái phước về khoa bản, nhưng mà cái về cái vấn đề mà tình cảm nam nữ để đi đến hôn nhân đó, thì cái chỗ này con thấy rõ là con không có phước rồi. Thì sư cô mới phân tích cho nó thấy là bởi vì cái con đường khoa bản mà cái cháu này nó có được đó là do nhiều kiếp quân tập, cho nên bây giờ nó học dễ dàng, nó không có trở ngại gì cả. Từ ngoại ngữ cho đến cái chuyên môn của nó không có trở ngại hết. Còn ở đây nó trở ngại liên tục. Khi nó kể ra là sư cô mới biết là tiền kiếp nó phạm cái quả thuộc về tài danh. Cho nên là sư cô mới nói con, có những cái đó mình nắm trong bàn tay, và có những cái nó là tờ vé số. Như vậy con, đường học vấn của con á, là con nắm trong bàn tay con, chắc chắn là con sẽ đạt cái đỉnh cao của nó. Còn cái con đường mà thuộc về tình cảm và gia đình của con, đó là cái tờ vé số. Và con biết là cái tờ vé số đó mà con mua từ cái ngày mà con biết yêu đương cho tới ngày hôm nay đó là vé số trật không à? Như vậy là may ra thì cái cuộc đời con sau này thì con trúng được cái lôi an ủi nhỏ nhỏ vậy thôi, chứ cũng không thể nào con trúng số độc đắc đâu. Vậy thì phải nắm chắc cái phần này. Vậy thế. Phải nhìn cái phước của mình đó, nó đi vào con đường nào, nắm chắc cái đó. Cho nên sư cô mới nói là con cứ học và con sẽ thành công trong việc học. Và quả thật nó đã đạt đến cái đỉnh cao của con đường công danh. Và cái này đó theo những cái luân hồi nó không mất. Còn cái con đường mà của hôn nhân và tình cảm này đó, nó nằm trong giới, nó nằm trong cái giới. Và khi mình đã phạm vào cái tà dâm rồi đó, tùy theo cái cấp độ mình phạm đó, đừng có nói đến cái chuyện mà hôn nhân với gia đình yên ổn với mình. Không có. Mà đã quậy đã phá rồi thì bây giờ làm sao có được. Cho nên nếu không lấy cái phước về khoa bản này làm cái điểm tựa đó, thì cái người này có thể tự dần chết. Có người này có thể hủy hoại đời mình. Như một cái cô đó học y khoa, trong cái thời gian học đó là cái người bạn học chung với mình đó, là coi như thân thiết nhau, giúp đỡ nhau học hành, dự định là xong rồi sẽ cưới. Nhưng mà xong rồi thì anh ta là muốn thăng quan tiến tước nhanh hơn cho nó bỏ cô này. Thì cô này đó đau lắm nhưng mà cũng nằm tỉnh thôi.
Thì bề ngoài vẫn là sống vui vẻ với mọi người, nhưng mà bên trong nó phá hoại cuộc đời của mình đó, bằng cách cứ đêm về là dùng ma túy. Bởi vì người ta không có nhận ra, đứng về mặt tâm linh người ta không nhận ra. Người không nhận ra thứ nhất cái gì thuộc về phước báo của mình và cái gì mình chưa phước. Và cái gì mà trong một cái kiếp này ra mình nhất định phải củng cố cho nó cho đàng hoàng, không để nó trôi tuột. Ít ra trong một kiếp này đó mình tạo được một cái điểm tựa cho chính mình. Còn khi mình lấy cái mối quan hệ về tình cảm nam nữ và hôn nhân á, làm cái điểm then chốt trong cuộc đời mình, mà mình nhìn thấy cái phước mình không có, mình đeo đuổi vô, chỉ có con đường thoái đọa mà thôi. Vì con đường sai đó đi qua. Cho nên tất cả những cái năng lực này nè, chúng ta thấy từ trong cái loài vật cho đến con người đó, không phải ai cũng hiển lộ được những cái giỏi giang của mình. Cái thứ nhất là trong tiền kiếp mình á, là có tạo dựng được hay không. Cái thứ hai đó, tạo dựng rồi mà có bị ngăn che không? Nếu không ngăn che nó sẽ hiển lộ. Với thời gian nó sẽ hiển lộ. Bởi vì chúng ta không có ai sống một kiếp cả. Dẫu cho cái đứa con mình mới vừa sanh ra đó, thì nó là tái sanh chứ nó không phải mới sanh lần thứ nhất. Thành ra nó chở theo cái năng lực của nó. Vì vậy mà hồi nãy sư cô có nói là chúng ta hãy coi tất cả những gì mà chúng ta tiếp nhận trong cái cõi dục này đó đều là cái phương tiện, đều là cái ruộng phước của chúng ta hết. Chúng ta đến thì chúng ta sẽ đi. Chúng ta không bán bất cứ một cái gì cả. Cái gì mà nó thuộc về phước báo thì chúng ta gìn giữ nó. Gìn giữ bằng cách gì? Bằng cách chúng ta tiếp tục làm để tăng trưởng. Còn cái gì nó không phải, cho qua. Chỉ có thể làm được cái điều đó không phải là kiến thức. Kiến thức mới bước đầu tiên thôi. Còn cái bước mà chúng ta có thể giải quyết được nó là hãy soi rõ, nhìn rõ, đối diện, nhìn rõ, nhận xét rõ, cho kết luận rõ ràng, bỏ rất dễ. Còn khi nào chỉ là kiến thức thôi, không bỏ được. Hãy nhìn vào cái thực tế của cái sự việc đó, cụ thể, người cụ thể, việc cụ thể, hoàn cảnh cụ thể, và tâm thức của chúng ta cụ thể phát sinh trong từng những cái giai đoạn đó nó ra sao. Nhìn rõ, biết rõ, thấy rõ, bỏ dễ. Còn không dính là hết rồi. Chỉ là kiến thức, nói được, biết được, nhưng không thấy rõ được. Đặc biệt là thấy rõ ở trong tâm của mình. Và thấy rõ được trong tâm của mình á, cái sự nối kết với những cái đường dây nối kết chung quanh của chúng ta đó, chúng ta đã nối kết bằng cách gì? Hay là chúng ta ngủ gục trên những cái mối dây này để rồi đó chìm đắm. Cho nên cái kiếp xuất sinh đó nó cũng chìm đắm đấy. Tuy là nó nõn xanh, nó sinh ra bằng trứng, thai xanh nó sanh ra bằng con, thấp sinh nó sinh ra trong cái điều kiện của nhiệt độ, và kể cả xuất sinh này cũng có quá sinh, và nó theo trong cái độ đeo bám của nó mà nó tái sinh là chỗ đó vậy, tái sinh chỗ đó vậy, do nó đeo bám. Nó đeo bám. Chúng ta cầu cho người sanh quá cố chúng ta được siêu sanh. Nhưng mà nó siêu sanh làm sao? Bây giờ đây là bốn cõi khổ đây. Súc sanh, quỷ khổ, Atula, địa ngục. Nó đi đây, nó thoát từ địa ngục này, nó đi khắp từ tầng cấp đây. Atula cũng nhiều tầng cấp, quỷ ma này cũng nhiều tầng cấp, súc sanh này cũng nhiều tầng cấp. Nó tái sanh đấy, nhưng chưa có siêu sanh. Chừng nào nó vượt qua khỏi chỗ này nó mới siêu sanh. Đây cái điểm nối kết này đây. Khi nào nó có trí, nó có thiện trí, khởi sanh lên thì nó mới được siêu sanh từ đây. Còn không, chưa đâu. Nó sẽ luân hồi nữa.
luân hồi quẩn quẩn ở đây. Mặc dù nó địa ngục này nó có thoát ra chút, nó có thoát ra chút, thoát ra chút, thoát ra chút, thoát chút, 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 nhưng chưa siêu sanh. Ra khỏi chỗ này mới siêu sanh. Người ta bám hoài. Đức là trong tình cảm, nói chặt không đứt, bước không rời, phơi không khô, đốt không cháy. Vô hình vô tướng, nói mãi thiên thu. Do tâm mình nói, chỉ rõ cái chi phần của cái nối kết đó là sở hữu tưởng, nói mãi không có sai. Trở đi trở lại cũng nằm trong sở hữu tưởng. Cho nên muốn làm cái kiếp mà mình đã trải qua, muốn hoài, muốn bám cho nó hoài. Cái phước mình không đủ, không làm được. Nên chúng ta phải suy nghĩ đó, coi cái thói quen của mình. Thói quen của mình dính mắc về cái gì mà đặc biệt dính mắc trong những điều mà mình ngầm thích thú ở bên trong. Cái sợi dây đó cực kỳ quan trọng, nó sẽ đưa mình đi về đâu. Và chỉ có mình mới thấy những cái điều bí ẩn nơi mình mà thôi, chứ người khác không thấy được. Vì vậy khi chúng ta nói tới cái thế giới súc sanh, chúng ta thấy nơi cái thế giới đó có nhiều cái chúng sinh trong cái cõi đó, có những cái năng lực rất là giỏi giang, có khi gọi là kỳ tài, chúng ta không ngạc nhiên. Không ngạc nhiên. Và có những cái mà nó thuộc vào cái sự tâm tối trì độn của nó thì chúng ta cũng đã biết rõ rồi. Bởi vì đầu tiên đó, trong ba cái yếu tố quế nhiễm này, tham sân si đó là cái si mạnh nhất. Cho nên chúng ta mà gần gũi với loài vật á, dẫu chúng ta nói nó khôn cách mấy, nó tình cảm cách mấy, nó thương mình cách mấy, nhớ rằng nó thiếu trí tuệ. Và mặc dù đây đó là coi như là cái đạo Phật là nâng đỡ tất cả, nhưng mà xuất sinh là cái hàng không thể xuất gia được. Tu mà không có xuất gia được. Ngay cả con người cũng vậy, tu được nhưng mà xuất gia không được. Thứ nhất là những người mà nửa này nửa kia đó, là trong luật không có cho xuất gia. Cái thứ hai, những người mà tật nguyền bẩm sinh là không có xuất gia, nó bị ngăn chặn. Còn có người hỏi sư cô đó, thấy những cái người mà họ hai phai đó, họ vẫn là cái người tốt, họ vẫn là người đàng hoàng, họ vẫn là người tử tế, họ biết sống gìn giữ cái nhân phẩm con người lắm. Đó là cái thiện nơi họ mà, cái thiện vốn có và cái thiện mạnh mẽ của họ, cho nên là họ mới được làm người. Rồi bây giờ cái phước báu của họ đó là những cái điều này nó mạnh mẽ hơn thôi, chứ còn nói về cái thiện trí là có bị ngăn chi. Nó ngăn che cho nên á, là khi mà người ta bị cái giới tính như vậy đó, thì có nghĩa là mình nói nha, đây là nó như là hai cái dòng nước đó, thì họ là cái người nó tiếp giáp ở cái khoảng giữa này. Nó quá mạnh và nó đang xen, nó trộn lẫn với nhau. Cho nên vì sao mà trong những cái gia đình mà con cái của mình mà nó bị cái đồng tính đó, thì hầu hết là cha mẹ đều rất là hụt hẫng và buồn và hoảng sợ lắm. Đầu tiên thì người ta chỉ có lý giải rằng sao nó không có bình thường, thành ra lo lắng thôi. Chứ thực sự về mặt tâm linh đó, nó là sự bất hạnh. Tại vì nó xen lẫn mà, nó xen lẫn, nó trộn lẫn rồi. Thì nơi đây đó, cái đường này, cái con đường này của nó đi đó, nó có cái thiện, nhưng mà cái thiện trí nó bị che vậy. Và cái pháp bất thiện nhiều, cho nên đó là chúng ta sẽ thấy nè. Cái khi mà cái tình cảm mà yêu đương giữa nam nữ đó, thì nó vì cái bản chất của nó vốn là ích kỷ. Người nào ở trong cái cuộc tình nó cũng đều ích kỷ. Thì cái ích kỷ này nó nằm trong cái tình cảm của đồng giới nặng hơn. Và vì vậy đó, khi mà gặp cái sự cố gì xảy ra đó, thì cái ứng xử mà tính theo tỷ lệ đó, thì cái người đồng giới này đau khổ nhiều hơn và tàn bạo nhiều hơn.
Là vì cái sự nối kết giữa cái người nam người nữ trong cái đời thường đó thì được xã hội công nhận. Và nó có thể đưa đến hôn nhân, có thể đưa đến có con cái, có thể đưa đến là người ta hành được cái hạnh Bồ Tát. Nhưng mà cái cuộc hôn nhân đồng tính đó, nó đưa tới nhiều cái trở ngại quá. Và nó thiếu một cái không khí gia đình có con cái thật sự, có được sự tôn trọng thật sự, chịu nhiều cái áp lực. Và bản thân của người đó đi vào trong cái mối quan hệ đó nhiều khi cũng không hiểu tại sao. Sư cô đã có giúp cho một cái trường hợp đó, là một cái người này đã có hai đứa con rồi. Và gặp cái người hôn phối của mình làm cái người rất tốt, không có thể chê vào đâu được. Và sư cô đã nói chuyện đó là hai cái buổi chiều luôn, cho nên mới biết rõ rằng là người ta cũng thấy bất lực trước cái bản thân của mình. Người ta hiểu hết, nhưng người ta không tài nào ra được hết, không tài nào thoát ra được hết. Vì nó đã, cái nghiệp tạo tác nó đã đang xen những cái này với nhau. Cho nên quý vị thấy không, cái lực đâu có cho những người đó sức gì tu được. Tu được, áp dụng pháp môn nào của Phật tu cũng được hết. Nhưng xuất gia thì không. Vì nơi đó nó có bị cái sự ngăn chè do mình tạo ta. Cho nên cái khổ trong cái đời sống mà cái, người ta đi tìm cái sự nói kết, nó đa dạng và nó triền miên, không dễ gì đi ra được. Cái gì có thể hình dung được một cái sự tự tử lạ lùng, nhưng mà có lẽ không phải tự tử đâu. Đây là cái nhà tắm, một người đó là thắt cổ chết đầu dây bên này, một người thắt cổ chết đầu dây bên này vì đồng tính. Nhưng mà khi mình xem xét kỹ lại thì mình biết là không phải hai người cùng thắt cổ. Cho nên khi cái si mà nó ngăn che xuống rồi, người ta bị bức xúc về mặt tình cảm, bức xúc bởi nhiều thứ. Thì khi người ta giải tỏa ra thì giống như người ta bị cố chặt vào, bây giờ người ta vung mạnh lên để cho nó đứt hết. Tới đâu thì thôi, một trạng thái nó bị ức chế quá mạnh, ức chế quá lâu ngày, nó vung. Và tất cả những cái ức chế đó nằm trong tâm sân, nằm trong tâm sân. Và hai cái này, để cho sân lên mạnh thì si nó là cái nền để mà nó đẩy mạnh cái sân lên. Và cái mối quan hệ tình cảm này nó là một cái sự mong muốn để được nối kết, một cái mong muốn mà để cho người ta được giao hòa, để được yêu thương. Nó là một cái nhu cầu không thể tránh khỏi, nhưng nó là một cái nỗi đau, một cái nỗi khổ khó mà tìm thấy một cái lối đi ra. Nếu mà chúng ta không nhận định cái vấn đề này thì chúng ta nên nhớ rằng khi đời này không giải quyết được thì thân hoại mạng chung rồi, mang bất cứ một cái hình thức nào để mà hiện diện trong 31 cõi tái sanh này thì điều đó lặp lại. Điều đó lặp lại, không có tránh khỏi được. Cho nên chúng ta cứ cố gắng trong cái thiền Vipassana đó, mình cứ chút thấy biết được chút gì mừng đó, thấy biết được chút gì mừng chút đó, thấy biết được chút gì mình chút đó, chút xíu, chút xíu, chút xíu, chút xíu, cố gắng như thế thôi. Mình cứu mình, không ai cứu mình cả. Tự mình tạo ra thì cũng tự mình cứu mình. Tại vì giáo pháp có, luôn luôn có, nhưng mình có tiếp nhận hay không là chuyện của mình. Mình tiếp nhận rồi mình có sử dụng hay không cũng là chuyện của mình. Mà tại sao đó mình biết hết, mà tại sao mình ứng dụng được? Tại vì cái ma lực này quá mạnh nè, tại vì tập khí này quá mạnh nè, tại vì cái khao khát này quá lớn nè, đánh ụp hết tất cả. Biết điều đó để làm gì? Biết điều đó để mình thất bại rồi cố gắng lên, thất bại rồi cố gắng lên. Vậy nếu chúng ta đây thân hoại mạng chung mà do thiếu phước phải rơi xuống những cảnh khổ đó,
thì cái người hiểu biết được Phật pháp, mở được cái con đường, dẫu gian nan đi nữa thì sẽ đi ra được. Đó là cái chúng ta ráng, chúng ta học hỏi, chúng ta ghi nhớ và chúng ta chiêm nghiệm, cũng như chúng ta thực hành để biết đây là một cái sự thật về tâm linh. À, chúng ta hiểu vậy để rồi cái chuyện mà cô có giảng đi vào trong những cái cảnh giới này đó, giải chút đỉnh hay là đưa một vài ví dụ chút đỉnh đó, thì nó cũng phải là chưa có phải là cái mà chúng ta có thể có kiến thức đầy đủ đâu, bởi vì kinh điển cũng không có đi sâu vào cái phần này. Và cái thực tế đó là chúng ta phải có đầy đủ cái năng lực để đi vào những cái cảnh giới này mới làm cho nó sống động lại. Còn này chúng ta ôn từ trong kinh điển để chúng ta nói những cái điều mà nó có liên quan tới cái đời sống tâm thức của chúng ta, để từ đó chúng ta định hướng được rằng mình sẽ đưa mình về đâu, mình sẽ dẫn mình đến cái chỗ nào để mà mình biết mà mình rèn luyện thôi, chứ không phải là cái chuyện chúng ta tìm đến các cái cõi này là quan trọng. Nhưng mà ngày hôm nay đó, trong cái mà trong cái thế giới mà nó hỗn độn như thế này đó, thì đó người ta thích đi vào trong những cái thế giới này, đặc biệt là cái thế giới của ma quỷ này, ta đi nhiều lắm. Và có khi đó người ta ưa chuộng này, là người ta coi cái chuyện mà tu mà để làm cho cái tâm mình nó thanh tịnh trong sạch đó, nó là cái gì mà giống như là nó lâu quá mà nó mệt mỏi lắm, nó chịu đựng không được, đi vào cái này là nó mau hơn, mà nó hiệu quả hơn, mà nó hay ho hơn tất cả mọi thứ. Nhưng hãy coi chừng, chúng ta kết với ai thì thân ngoại mạng chung, chúng ta sẽ đến với những người bạn thân thiết của mình. Cho nên cái chuyện mà đi cầu cơ, cái chuyện mà rèn luyện để cho mình đó, là nhắm con mắt lại thì có thể đi từ cái cảnh giới này sang cảnh giới khác mà không có ai kiểm chứng rằng cái đó có phải là cái cảnh giới mình tới hay không, hay là cái tưởng của mình để mình tới lui đó, rồi mình nó thỏa mãn cái sự tò mò của mình. Và khi thân ngoại mạng chung thì có cơ hội để đi, đi đây, đi không ra được. À, trước khi mà cái chỗ này là cái chùa Phước Tường đó, thì nó là cái chỗ ở của cái một cái gia đình Phật tử Thuận Thành. Rồi sau này đó là mới cải gia vi tự, tức là từ cái chỗ ở mà đổi sang thành một cái chùa để tu, thì nó có cái tên là cái chùa Phước Tường. Thì cái câu chuyện nó xảy ra như thế này, là đó là một cái gia đình Phật tử Thuận Thành, cho nên là thường hay thỉnh chư tăng chư ni đến đó để mà cũng như là làm lễ hoặc là để học pháp rồi. Nói chung là cứ thường hay thỉnh tăng ni tới, hoặc là tăng ni có việc đi đâu đó thì cũng đều thỉnh tới để mà cũng như là dâng cơm nước hoặc là dâng cái chỗ ngủ đó. Thì một cái bữa đó là có một cái vị hòa thượng đến đó nghỉ lại cái buổi tối. Thì đêm đó hòa thượng mới nghe một cái tiếng nói đó thì thầm mới nói như này: tụi bay biết không, tao á trước đây đó tao tên về về nè, thì trong cái tài liệu người ta nói gì cái chuyện thật cho nên người ta giấu cái tên đi, thì vì tao mắc nợ cái người chủ nhà này mà tao không có trả được, cho nên là bây giờ tao phải sanh ra phải ở trong cái nhà này để mà trả nợ. Thì cứ nói như vậy, thành ra sao Phật hòa thượng mới tìm ra thì mới biết rằng là đó là cái con heo nái, mấy bữa nay nó mới đẻ được 12 con. Thì sáng ra đó thì hòa thượng nó mới kêu cái người nữ thí chủ đó mới nói rằng: cái nhà của cô đó là có con heo nái phải không, có con heo phải không? Nó đâu phải, dạ nó mới đẻ được 12 con. Thì hòa thượng mới nói là phải, trước đây đó là cô có cho cái người đó tên đó họ đó đó là mượn tiền phải không? Thì cô nói dạ phải, con có cho mượn cái số tiền đó mà cái nhà này ta nghèo lắm, cho nên là cái lúc mà người chết đó, thì con cũng có tới con nói thôi, cái chuyện mượn tiền đó coi như là con cho luôn rồi, con không có đòi lại, con cũng không nhớ tới cái đó nữa, coi như chuyện này giải quyết xong rồi. Thì hòa thượng nói không có xong đâu, người ta tái sanh ta làm con heo nái nhà này đó để trả cái nợ cái số tiền đó. Thì cái người thí chủ đó, cái người gia chủ đó nghe mới sợ quá, mới sau đó mới kêu người đó bán hết bầy heo
vừa heo mẹ heo con bán hết. Thì cái khi mà cái người đó tới mua đó, thì cái người này không có nói giá mà chỉ nói đó giờ tôi bán hết tôi không có nuôi nữa. Thì cái người này trả cái số tiền là đúng y cái số tiền mà cái người mượn mất đó đã mắc nợ. Rồi sau đó thì cái người này đó từ từ đó là mới nghĩ tới cái chuyện là thôi bây giờ thấy rõ cái luân hồi này rồi đó thì sợ quá cho nên là mới đi tu luôn. Thì mới biến cái ngôi nhà đó, đó sửa sang lại thành cái chùa gọi là chùa Phước Tường. Bây giờ cô tìm hiểu là có phải không nha. Đó là cái câu chuyện luân hồi. Và bây giờ thì ngày nay thì cái chuyện này nó không có cái gì gọi là một cái ẩn số nữa cả. Cái chuyện luân hồi là cái chuyện đương nhiên mà chúng ta có thể kiểm tra lại rất là nhiều. Nước nào cũng có, Việt Nam này cũng đầy đủ hết, không có thiếu sót gì cả. Đây là có cái chuyện mà nó liên quan tới đó. Thì như vậy đó là con người ta mà từ cái con người mà đi xuống cái hàng súc sinh cũng dễ lắm quý vị thấy. Rồi quý vị thấy trong truyện Kiều nói không? Ba sinh chẳng dẹn hương thề, làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Cho nên cái mà mình không có nhận thức ra đó là khi mình muốn rằng trong cái kiếp tới đó mình tái sanh thành một cái loại súc sanh nào đó chẳng hạn thì con đường nó tới đấy. Đó là một con đường. Cái con đường thứ hai là con đường thề thốt. Thề cái gì có cái đó đấy. Nhất là khi mình làm những cái điều không đúng mà mình muốn thề để cho là cái người ta tin mình để cho mọi chuyện nó đi qua đó thì cái chuyện đó chắc chắn rằng trên đường luân hồi những cái điều mà mình nói bằng cái lưỡi uốn éo của mình đó là nó sẽ xảy ra y như thế. Cho nên mình có cái gì mà khúc mắc với ai hoặc là mình nợ nần cái ai ơn nghĩa cái ai đó đời này còn sống nói rõ ra đi. Xin người ta được thì xin không được thì cũng phải nói rằng là nếu mà đường luân hồi đó mà tôi có đủ phước, tôi làm ăn có tiền có bạc là tôi nhất định sẽ trả đầy đủ. Chứ đừng có bao giờ đó mà nói là mình sẽ làm cái trâu ngựa mà để mà đền nghì cho người ta là không nên. Không nên. Cho nên cái chuyện mà chứ cô cũng nói với quý vị đó, từ cái con người mà đi đến súc sinh là giống như mình hằng ngày đi chợ vậy. Cái chuyện chúng ta đi qua đi lại rất là dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Cho nên chúng ta thận trọng trong cái đời sống mình. Nhất là bây giờ đó, khi mình còn khỏe mạnh dày mà mình đó là coi như là ưa thích cái chủng loại vật nào thì chúng ta nên xem xét từ đó để biết cái khuynh hướng của mình. Và thay đổi hay không là do mình, chứ không do ai cả. Còn nếu như mình cứ để nó khắn sâu hoài đó thì ước gì được đó. Quý vị nhớ trong hai cái bài kinh mà Đức Phật giảng đó, là bài kinh hạnh con chó là một bài, bài kinh hạnh con bò là một bài thứ hai. Những cái vị này tu thì là nghĩ rằng là mình có một cái nghị lực và có một cái khả năng mà mình đó là kiên trì kiên định được thì khi mình chết là mình sẽ được một cái giống như là một cái cõi giới rất là cao. Cho nên cái người mà tu cái hạnh con chó là con chó nó ăn sao, nó vệ sinh sao, nó ngủ nghe sao thì người này bắt chước y chang vậy. Người tu hạnh con bò cũng vậy. Và khi họ đã thuần thục trong cái đó rồi đó thì họ nghĩ rằng bây giờ là giống như là xin lỗi để trong mặt kép á, giống như đắc đạo quả rồi đó. Cái suy nghĩ của người ta là như vậy, bởi vì người ta đã có đầy đủ nghị lực để ta làm vậy. Thì có người mới nói với hai vị này đó, muốn biết là cái việc mình làm á nó đúng như là cái dự mong mỏi mình hay không á, cái thành tựu đúng như không, rồi xin đến hỏi Đức Phật. Thì hai vị này mới đến hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật chưa có trả lời đâu. Lần thứ hai, thứ ba Đức Phật mới trả lời. Thì Đức Phật mới nói là mình muốn như vậy và mình rèn dữ liệu như vậy thì chắc chắn mình được như vậy. Không còn gì phải nói nữa cả. Như vậy là hãy nhìn nghiệp là thói quen. Thói quen là tập khí. Nó hình thành trong cái dòng nghiệp của mình, nó hình thành ra cái tính cách của mình. Giờ đây nó hiển lộ ra rất rõ. Chỉ cần mình quan sát, mình tìm hiểu nó, biết liền.
ngay một cái cám dỗ, nhiều cái cám dỗ ít mà mình nhìn thấy nó thôi thúc, nó lôi cuốn mình ấy, thì mình sẽ rõ cái tập khí, cái thói quen của mình thôi. Nên chúng ta nhớ đứng về mặt hoạt động của tâm đó, thì nó có hai vấn đề thế này. Vấn đề thứ nhất á, đây là cái đối tượng, đây là mình nhìn nó là tâm, tâm mình nhìn ra. Thì thông thường đó, khi cái tâm của người ta yếu đó, nó thiếu sự tu tập rèn luyện đó, thì bao giờ cái cảnh này nó hút cái tâm. Thế rồi cái cảnh này nó quyến rũ và làm cho cái tâm mình nó cứ dính vô. Bây giờ mình thấy rồi, mình đã bị rúng động rồi, rồi mình đi đường về mình cũng nhớ, về nhà ăn uống ngủ nghỉ ngày này qua ngày khác vẫn nhớ, chứng tỏ rằng cái cảnh này nó hút cái tâm của mình. Khi mà cái sự tiếp xúc xảy ra trong vấn đề nhân quả đó, thì chúng ta nhớ hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, là cảnh nó hút tâm. Cái yếu tố hai đó là cảnh bị tâm hút. Thì như vậy đó, nói vậy thì nói gì nó dễ hiểu hơn. Bây giờ người A này gặp người B này, có thể người A này lụy người B này. Nhưng mà có trường hợp á, là cái người A này không lụy mà người B lụy người A. Bị hiểu này chưa? Thật ra có những cái đó mình bị cái đối tượng cuốn hút, nhưng có những cái đó, những cái đối tượng nó tấn công rồi. Thì chúng ta cần phải xem xét những cái yếu tố đó. Khi mà cái tâm chúng ta đó là nó bị cái đối tượng cuốn hút đó, thì chúng ta sẽ hiểu cái khuynh hướng của nó, cái khuynh hướng nó đổ trút về đây. Và tất cả những cái sự hưởng thụ của mình đó, nó đều bị những cái đối tượng bên ngoài nó cuốn hút. Vì lý do làm sao? Vì lý do là tiền kiếp đã từng trải cái này nè, đã từng trải nghiệm cái này, và nó đã hưởng thụ những cái cảm thọ mà nó cho rằng tuyệt đỉnh nhất của nó. Cho nên bây giờ á, nó hình thành ra một cái sự khao khát, và khi nó thấy là nó dính, nó thấy là nó bám chặt, nó không có rời ra. Một cô gái 14 tuổi, người đèo đọt nhỏ xíu vậy, mà cầm đầu một băng cướp toàn là mấy cái thằng con trai lớn hơn nó không. Mà băng cướp đúng nghĩa, chứ không phải là băng cướp mà nói quá đáng lên, nghĩa là giết người, cướp của, tàn bạo bằng mọi cách, điều đó chỉ quy anh. Nhìn nó 14 tuổi mà nó đủ năng lực nó làm vậy là đủ biết cái tiền kiếp nó rồi. Như vậy thì tất cả những cái khuynh hướng hưởng thụ của mình á, mình bị cuốn hút theo cái gì đó, để chúng ta nhớ là những cái này đó không phải lần thứ nhất chúng ta gặp đây, mà không phải lần thứ nhất chúng ta muốn hưởng thụ, mà không phải lần thứ nhất chúng ta đã đắm say, mà cái này nó là một cái nó đã diễn ra rất là nhiều lần. Chúng ta nhìn vậy để gì? Để đọc cái thói quen của mình, đọc cái tập khí của mình, và chính mình sáng suốt để nhận biết rằng nó đúng hay sai, nó tốt hay xấu. Cho nên đời này chúng ta nhận quả, nhưng mà thật ra đó là chúng ta nếu biết thì chúng ta nhận ra được cái khuynh hướng về nghiệp mà mình đã gieo trồng. Và khi chúng ta nhận thấy vậy thì chúng ta sẽ nói với mình, có thay đổi không? Phải thay đổi không? Hay tiếp tục? Đó là chúng ta bắt đầu cái chuyện tu tập của mình, bằng cách hãy hỏi mình như vậy. Vì chúng ta đã biết con đường tiến hóa và con đường thoái hóa, vậy chúng ta hỏi mình đi đâu? Mình sẽ dẫn mình đi đâu? Mình nói đi. Chúng ta nói cái chuyện đó là nhân nào quả đó đã, rồi sau đó thì chúng ta mới nói đến cái chuyện mình đi vào những cái thế giới này chút xíu. Có một cái bệnh nhân đó nhập viện, giải phẫu 5-6 lần trong 3 năm liền như vậy đó. Và cái bệnh cũng vẫn là kéo dài. Cái người này đầu tiên đó, khi nhập viện đó, là do một cái ngón tay đó là bị một cái con ba đó nó cắn ngay con ngón út đó, rồi nó sưng lên thôi. Nhưng mà cũng đi vô bệnh viện đó, rửa vết thương, cũng băng bó, uống thuốc đàng hoàng. Nhưng tuần lễ sau nó viêm to lên, đau nhức không chịu đựng được, thì bác sĩ nói là tháo khớp.
6 tháng sau thì người này đi ra biển chơi, cuối cùng bị con ba ba nó cắn ngay ngón chân út. Và cái tình trạng nó cũng như lần trước, nhưng nó nhanh hơn. Rồi đó là tới một cái lần nữa thì cái nó cứ ăn sâu vô, không biết sao mà đã tháo khớp rồi cứ ăn sâu vô. Thì cuối cùng nhập viện một lần thứ ba nữa là mất một tay với một chân. Còn lại có cái phần nữa thôi. Rồi cái người này có hôm đó là mới đi đến chùa để dự cái lễ xuất gia của ai đó, thì cùng với mấy người bạn mà ở lại chùa. Thì cái đêm đó là ngủ trong chùa, ngủ chung mấy ông nam nó sắp dài dài đó ngủ. Thì ngủ chung một nhóm vậy á, mà có mình ông này bị chuột cắn. Chuột cắn cái tay với chân. Chuột cắn xong rồi ông cũng sợ lắm à. Cũng nhờ về sau bữa đó xong về rồi cũng đi bệnh viện. Thì cái cách nó diễn ra cũng như vậy mà nhanh hơn. Và lần này đó là nó lấy luôn một cái tay cái chân. Thì không thể tưởng tượng nữa. Là cái người này là nó bị cái tai họa đó là như thế này. Thì đó là cái chuyện mà bác sĩ không có hình dung ra được tại sao người này bị vậy. Thì sau đó đó là cái trong cái bệnh viện mới nói rằng là đây là một cái ca rất là đặc biệt, bây giờ phải nghiên cứu, phải tìm hiểu. Thì sau đó mới tìm hiểu cái người bệnh nhân này. Thì người bệnh nhân này mới ngoài 40 tuổi thôi, làm nghề nông mà cũng là có làm bên xây dựng. Thì cái ông này có cái đặc điểm là rất thích ăn hải sản, các loại hải sản tươi sống, rồi ăn xong rồi uống rượu nhâm nhi. Thì một hôm đó là ông tình cờ mua được một cái con ba ba là 10 kg. Thì ông mới nghĩ đây là cái món quý, tại vì ông nghe người ta nói là cái con ba ba mà nếu mình ăn được nhiều á thì về sau nó không có bị đau khớp, nó không có bị bệnh mà về xương khớp, thì cái đó không có bệnh. Cái thứ hai nữa là nó bồi bổ cơ thể, nó bổ thận nhân dân. Ông đã vốn thích ăn những cái loại đó rồi, thì bây giờ nó có người ta bán vậy thích lắm. Nhưng mà nghĩ một lần mà làm ra cái con ba ba này mà làm ra hết vậy đó thì ăn không hết, để tủ lạnh uổng. Cho nên mới nghĩ, suy nghĩ, tìm hiểu rồi cuối cùng mới đưa cái giải pháp thế này. Là vì mình uống rượu mà, cho nên là cắt cái phần nào ra ăn thì ăn. Thì cái loại này nó sống rất là dai, cho nên bây giờ làm sao đó sát trùng cái chỗ đó. Có cái cách sát trùng đó bằng cách bôi vôi rồi cái đó. Sát trùng đó thì cái vết thương nó sẽ lành lặn. Rồi cứ vậy mà cắt từng phần đó ăn. Đến cái phần cuối cùng đó thì ăn cái phần đầu đó. Thì ông cứ thế mà ông ăn. Thì cái không biết là do cái hải sản đó nó làm thành nó dự trữ sẵn cái thứ độc ở trong gan hay như thế nào. Thì bây giờ khi bị những cái con vật nó cắn thì nó đi tới một cái tình trạng gì. Thì đó là người ta tìm hiểu ra. Thì cái câu người ta đặt ra đó, đây có phải là cái vấn đề nhân quả không? Bây giờ có một cái chuyện thứ hai là một cái câu lạc bộ câu cá. Đầu tiên cái câu cá là cái chuyện cá nhân. Nhiều khi ví dụ như là để cải thiện cái bữa ăn trong gia đình thì ở quê người ta đi câu cá, câu ếch, câu nhái, câu rắn, câu lươn, cái chuyện đó thường. Nhưng mà có những người đó, người ta cũng nói rằng là cái đi câu là một cái thú vui tao nhã. Hơn nữa là nó giúp cho người ta có được cái sự kiên nhẫn, cái sự trầm tĩnh. Và nó cũng là một cái cách để mà đào luyện cái tính tình. Nói chung là cái người nó không phải vì miếng cơm manh áo, nhưng mà nó vì cái sở thúc thì nó phải có một cái triết lý để nó mới quy tụ đó, là những người mà làm cái chuyện giống như mình á, nó thành ra cái nhóm vui vẻ. Cho nên là cuối cùng nó đi đến, nó thành lập một cái câu lạc bộ câu cá trên cái tiêu chuẩn đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ xét xem á, câu lạc bộ câu cá này có phải là một cái thú vui tao nhã, nó có phải là rèn luyện cho người ta được trầm tĩnh, được kiên nhẫn, và cái tâm của người ta nó được nhẹ nhàng sáng suốt không hơn. Thì chúng ta sẽ coi, chúng ta coi bằng cách thế này. Trong cái câu lạc bộ đó có hai hội viên. Cái người hội viên thứ nhất đó, là coi như là tay nghề cũng khá cao,
Tức là ai câu thì ít cá, chứ ông này câu là bảo đảm là không có đi về tay không. Thì ông này có một cái thú á, khi ăn thịt cá đó là rất thích ăn cái bao tử. Thì cái hôm đó là ở bên gia đình vợ nó mới làm cái lễ mừng thọ cái bà mẹ vợ. Mà gia đình bên vợ rất là giàu, cho nên là thức ăn là đãi thực khách đó là ê hề. Nhưng mà đặc biệt đó là cái, những cái con cá lớn được mua về và coi như là để nguyên con vậy chiên đem lên ăn. Thì cái ông này có cái sở thích là ăn cái ruột cá với bao tử cá, cho nên khi moi ra ông nuốt ông ăn. Thì khi ông ăn rồi nó bị dướng trong cái cổ họng, thò tay ông lấy vô thì đó là máu nó tràn ra, rồi cuối cùng nó đưa đi cấp cứu thì giữa đường chết. Khi mà giữa đường chết nhưng mà người ta dẫn chở tới bệnh viện, rồi khi người ta tìm hiểu ra thì mới biết là cái lưỡi câu nó nằm trong cái cổ họng. Mà khi ông chết như vậy á, hai con mắt cũng không có nhắm lại mà cứ hai con mắt nó trợn trừng lên, còn cái miệng thì nó ngoác ra, rồi bên đó thì đầy máu trong đó, thì làm cho những người trong cái câu lạc bộ đó họ rúng động. Nhưng mà chưa rúng động bằng một cái người hậu duyên thứ hai. Cái ông này đó nổi tiếng là tay sát cá ở trong cái nhóm đó. Ông này đã không đi câu cá thì thôi, mà đi là đầy ắp chứ không có nói đến cái chuyện mà có cá. Thì hôm đó là ông đi dự một cái lễ tang cái người bạn về là 11 giờ đêm. Thì ông lái xe về. Thì cái con đường đó là con đường quen thuộc của ông, không có lạ lùng gì hết. Nhưng mà 11 giờ đêm rời khỏi cái đám tang đó thì ông lái xe một đoạn đường thì ông thấy một cái chuyện lạ lùng xảy ra đó. Là tại làm sao là trước mặt của ổng là cái con sông nó rất là lớn, mà nó mênh mông rõ ràng, thấy không có sai. Ổng cứ nghĩ rằng không biết mình có đi lạc đường hay không, cho nên là ổng mới thắng lại mà ổng bẻ cái đầu qua để cho nó đừng nhào xuống sông. Thì khi nghe làm một cái rầm xuống đó thì ổng là bất tỉnh, người ta đưa ổng vào trong bệnh viện. Thì cái xe của ổng là nó đụng vô cái cột đèn chứ không có cái con sông nào cả. Thì khi mà đưa vô bệnh viện đó thì những cái vết thương mà trên người của ổng đó vài tháng sau thì nó lành dễ dàng. Nhưng mà riêng đó cái miệng của ổng thì cái răng, hai hàm răng của ổng nó rụng hết, không còn một cái nào hết. Cái thứ hai nữa là cái môi của ổng nó bị tét ra nha, bác sĩ may lại mà vừa cắt chỉ là nó lết trở lại, mà nó bị 7 lần như vậy. Và cái dòm họng của ổng lúc nào nó cũng đỏ, nó rỉ máu ra, nó không làm được. Thì ông cứ ngoác cái miệng ông ra mà ông đau đớn như vậy. Thì ăn thì người ta cho thức ăn vào bụng, đưa ống này vào bụng chứ không có ăn được. Thế từ cái cổ họng đi ra không ăn được. Thì cái hôm đó là như thường ngày đó, vợ ông mới vô thăm ổng. Thì cái bữa nay thì bà cũng vô như bình thường thôi. Nhưng mà tự nhiên bà vô đứng ở cửa bà nhìn thấy đó, tự nhiên bà buộc miệng bà nói thôi. Bà mới nói sao mà ông ngoác cái miệng ông ra nó giống như là cái miệng con cá vậy. Tức là bà thấy nó đỏ hổm mà cái môi ông đứt trẻ ra vậy nè. Thì khi ông nghe vậy ông giật mình, ông mới nhớ lại đó là ông có một cái tánh rất lạ đó, là cái lúc mà ông câu con cá lên mà dính á, thì thường thường ta câu con cá lên á mà nó bị dính cái lưỡi câu, người ta hay bóp cái miệng nó rồi người ta từ từ ta gỡ cái lưỡi câu ra. Còn ổng là không, nếu mà nó vô trong bụng hay là nó ở trong miệng ổng, cái động tác của ổng là giật ra. Còn nó tét cái miệng của nó tới đâu nó bổ máu ra thì không cần gì, cái suy nghĩ của ổng á là trước sau gì ổng cũng làm thịt nó luôn. Thành ra có gỡ ra từ từ hay là giật một cái cho mạnh thì cũng giống nhau thôi, cho nên giật ra cho nó nhanh. Thì cái khi mà ổng nghe vợ ổng nói vậy, ổng giật mình, ổng mới nhớ lại cái đó. Thì ổng mới là sợ quá, ổng mới nói trời ơi vợ ổng nghe. Thì vợ ổng nói bây giờ đó là như vậy là bên cái bệnh viện này đó, người ta không thể trị được rồi. Bây giờ chỉ có cái là mình đi chùa mình sám hối mình cầu nguyện thôi, rồi sau đó thì mai ra nó mới qua được. Chứ còn nó cứ vậy hoài là coi như bao nhiêu các cái loại chỉ tốt nhất, tẩm hóa chất rồi đủ cả mọi thứ nó vẫn không lành. Nó cứ vừa hiếp cái miệng lại thì người ta cắt chỉ thì nó lại quát ra, nó chảy nước, nó rỉ máu ra, nó cứ như vậy 7 lần. Nhưng mà cuối cùng thì cái người vợ đó với lại ổng đó là biết, cho nên là cứ đến chùa sám hối thành tâm thì sau này nó lành lại dần dần. Thì như vậy chúng ta thấy đó là chúng ta thử xem là cái câu cá có phải là thú vui tao nhã không. Bây giờ muốn biết nó dễ lắm,
cái cách mình nhìn cái vấn đề đó là cái nhân quả là bao giờ nó cũng là lật ngược vấn đề lại thôi. Bây giờ mình là người gieo rắc xuống và người ta là nạn nhân. Bây giờ mình ở trong vai trò nạn nhân đi. Nếu bây giờ mình hoặc là con cái mình mà có những cái người khác mà họ chơi rắn mắt, họ quăng vô, họ móc ra cái miệng mình, họ lôi đi ra ngoài cái cửa ngõ, con mình họ cũng môi vậy đó, lôi ra vậy rồi họ giật cho tắt quát chơi rồi họ thả mình ra thì mình thấy thế nào? Chưa kể là nó làm như vậy đó, rồi nó lại còn ăn thịt nữa thì mình sẽ tính sao? Nếu mình nghĩ ngược lại đó thì mình nói cái này là tao nhã hay là mình nói cái này là cái độc ác nhất của con người? Mình có nói có điều kỳ lạ mà không ai để ý đó, mặc dù thấy rõ ràng hết, thấy hết, không ai cũng thấy đó. Nhưng mà khi mình thấy rồi á, mình thấy cái thấy mà thấy sâu của mình á, mình mới thấy kỳ lạ đó. Là chúng ta khi mà mình đập đầu con cá nó dễ rồi mà cắt cái con cá ra thì cái máu nó cũng y máu người thôi. Đó là cái điều nhìn sâu mình thấy không? Chứ còn đập đầu con cá là biết rồi đó, con cá có máu là biết rồi đó. Nhưng có bao giờ mình nghĩ rằng đó, té ra con cá này nó có máu, con người cũng có máu vậy? Có bao giờ mình nghĩ vậy không? Và cái khi máu trong cơ thể mình á, mà nó rời khỏi cái con đường khép kín của nó để tràn ra ngoài á, thì theo con người của mình hiểu đó là sự sống hay cái chết? Và cái chết này nó có bi thảm hay không thì thấy liền. Như vậy nó tao nhã ở chỗ này. Và cái thú vui này đó chỉ là thú vui của ma vương mà thôi, chứ không phải là thú vui của con người. Vì con người nó có cái thiện, nó có cái tình thương, nó có cái sự thông cảm, nó có cái sự hiểu biết. Còn cái thú vui của ma vương đó thì nó không đủ trí tuệ để hiểu rằng tất cả những chúng sinh có lục căn hay vì những chúng sinh trong luân hồi cũng đi từ trong cái hoạt động của tâm mà tạo tác nên cái hình thể thôi. Thì người ta không dám làm gì. Còn nếu không, cái gì người ta cũng dám làm hết. Nhất là những người có tiền, có cái điều kiện để hưởng thụ, thì không có một cái ác nghiệp nào không dám làm để hưởng thụ. Thì thấy không? Khỉ mà cạo cái đầu nó ra để trong cái thùng, đập cho nó bể cái miệng rồi ra, rồi cái đầu đó nó thoi thóp về múc ra bỏ vào để mà ăn nó, thì quý vị thấy không? Ác nghiệp nào cũng dám làm. Người nghèo sao có ăn? Người nghèo sao ăn được? Chỉ cái người giàu mới có tiền. Thành ra chúng ta phải nhìn những này, trước khi nghe những cái chuyện này đó thì chúng ta nghe qua những cái luân hồi để biết rằng cái chuyện đi tới lui lui quá vậy. Hãy làm đi. Vì Đức Phật nói rằng cái chủng loại của cái súc sanh thì cực kỳ đa dạng, mà tất cả nó nằm trong cái sự vẽ vời trong tâm của chúng ta. Một lần nữa xin lặp lại, Đức Phật không có nói như mình, mà Đức Phật nói rằng là có bốn hạng người khổ, nhớ nha, người khổ. Trong cái ngôn ngữ đời thường để dễ hiểu, chúng ta nói súc sanh, quỷ khổ, Atula, địa ngục. Nhưng mà trong kinh nói có bốn hạng người khổ. Còn mình thì nói rằng súc sanh để dễ ăn thịt hơn. Chứ còn đây là bốn hạng người khổ. Do cái tâm tối, do cái lỗi lầm, do cái điên đảo làm cho điêu đứng khổ sở biết bao nhiêu người. Bây giờ mình hãy là nạn nhân để mà trải nghiệm tất cả những cái đó, rồi hỏi xem có làm nữa hay không. Bây giờ chúng ta trong kinh điển có đặc biệt đó là đề cập đến một cái loại súc sinh mà đối với lại cái đời sống văn hóa của người châu Á đó, thì nó là một cái huyền thoại. Vì đó là cái loài voi và cái loài rồng. Đầu tiên thì chúng ta nói cái loài voi trước. Cái loài voi á, cái đặc điểm của loài voi là nó có sức khỏe vô cùng. Nó ăn thì nó ăn cỏ, nhưng mà nó có cái sức khỏe lạ lùng. Cái thứ hai đó là cái loài voi này đó, nó thông minh, nó có trí sáng suốt và nó rất là tinh tế, nó giàu tình cảm,
và nó rất là trọng cái ân tình. À, theo như những cái câu chuyện mà về cái những cái người nài voi đó, người ta kể lại đó, thì cái con voi này đặc biệt nó rất là quý người nài voi, tại vì cái người nài voi này tắm rửa cho nó, ăn uống săn sóc chuyện trò với nó, cho nên nó rất quý người nài voi. Nhưng mà nó sẵn sàng nó giết người nài voi này đó khi mà lộ ra cái điểm này, tức là cái người nài voi này đó có một cái tâm địa đó dối trá. Thí dụ như sử dụng cái con voi này để mà đi làm cái điều ác hoặc phản bội cái ai đó, và đặc biệt là ngoại tình, mà nó không có xử ngay đâu. Thì cái người này đó cứ nghĩ nó là con voi, nó con vật thôi, thì sử dụng nó để mà tiếp cận những cái việc làm đó. Để khi nó thấy rõ, biết rõ hai ba lần nha, đúng lúc đó thì nó sẽ dùng cái giò voi và nó quấn cái người này, nó quật xuống chết rồi. Thành ra nó rất là trọng nghĩa không? Đó là cái đặc điểm của loài voi, cái sức mạnh nó rất lớn. Nó tình cảm mà nó lại rất là tinh tế. Mà nó không bao giờ chấp nhận những cái con người xấu xa như thế mà ngồi trên lưng của nó. Tự nó sẽ giải quyết liền. Nhưng mà nó kiểm tra rất kỹ. Mà hầu như là cái người này voi này đó, là nó nhìn cái mặt là nó biết. Nó thấy cái hành vi cử chỉ là nó biết. Cho nên nó quật chết. Thì trong kinh điển nó có chia ra đó là có tất cả là 10 cái giống voi. Chúng ta tìm hiểu 10 cái giống voi này. Cái giống voi thứ nhất nó gọi là Kalavatka. Cái giống voi này đó, nó có đặc điểm là nó có màu đen. Cái da của nó màu đen. Và cái thứ hai đó là cái sức mạnh của con voi này đó, nó bằng 10 cái người thanh niên mà khỏe nhất. Cái lực của nó là vậy. Đó là cái giống voi thứ nhất. Giống voi thứ hai là giống voi Gangiya. Cái giống voi này đó là nó mạnh bằng 10 cái giống voi số 1 này, tức là nó mạnh gấp 10 lần cái con Kalavatka. Giống voi thứ 3 là giống voi Bandra. Cái giống voi thứ 3 này đó là nó mạnh bằng 10 cái giống voi trên, tức là cái nó cứ tăng tiến như vậy. Và cái giống voi này đó là cái màu nó là màu trắng, màu nó màu trắng, và nó mạnh bằng 10 cái con voi trên. Giống voi thứ ba là giống voi tăng hóa. Giống voi này cái nó có cái màu nó hơi đỏ, màu đỏ của da thịt á, chứ không phải cái màu đỏ của cái màu. Và nó mạnh bằng 10 cái con voi banh rác, 10 con voi trên kia. Giống voi thứ 5 là giống voi Pingala. Cái giống voi này nó có cái sắc da nâu, và nó cũng mạnh bằng 10 cái con voi tam hóa. Cái số 6 là voi gan hóa. Voi gan hóa này nó đặc biệt là cái thân thể của nó đó toát ra cái mùi thơm. Thơm. Và cái sức mạnh của nó đó, nó bằng 10 cái con voi Bengala.
cái giống thứ bảy đó là cái giống voi Mangala. Cái giống voi này đó là trong kinh không có nói rõ cái màu sắc nó, nhưng mà chỉ có nói rõ nó bằng 10 cái giống voi này. Nhưng mà hiện tại đó, trong cái mà tôi giới thiệu về các cái loài voi đó, thì nó có cái tên na ná gì, nó gọi là cái con ma mút á. Thì cái con voi này đặc biệt á, mình thấy cái hình của nó là ngoài hai cái ngà lớn đó, nó uốn cong ra như vậy đó, thì chính giữa ngay hai cái đầu nó mọc thêm hai cái voi này. Cái ngà này, hai cái ngà nó uốn lên, nó là tất cả là bốn cái ngà. Hai cái ngà bên chỗ cái miệng nó đưa ra thì nó uốn cong ra vậy, chính giữa nó có hai cái ngà. Mấy con voi này đó thì nó mạnh dữ lắm. Và nó cũng dữ nữa, nó sống lâu. Bây giờ thì cái giống voi thứ 8. Giống voi thứ 8 là con voi hay mắt. Thì cái giống voi này nó màu xám tro. Và cái sức mạnh của nó là bằng 10 cái con voi Mangala. Con thứ 9 là con voi Upasattha. Cái con voi này đó thì nó có cái màu tạp sắc. Tức là cái màu của nó lộn xộn đó. Và nó mạnh bằng 10 cái con voi hay mắt. Tới con voi thứ 10 là con voi sắc đâm tá. Con voi này nó có cái sức mạnh đó bằng 10 cái con voi Upasattha, tức là nó mạnh bằng 100 người thanh niên khỏe. Đó là cái giống voi. Và đặc biệt ở trong các cái tín ngưỡng hoặc là trong cái tôn giáo, thì đối với cái tôn giáo của cái đạo mà Hindu đó thì người ta quý trọng con voi nữa. Và cái biểu tượng của nó cũng là một cái biểu tượng thuộc về sức mạnh, thuộc về trí thông minh, thuộc về tình cảm. Và nó cũng là một cái loài vật mà nó có sống, có nghĩa, có tình. Người ta có kể một cái câu chuyện về một cái câu chuyện có thật về một cái ông tác giả là Lauren Anthony. Đây là một cái người nổi tiếng, viết rất nhiều sách về loài vật và cả một cái cuộc đời của ông đó. Và cả một cái cuộc đời của ông á là coi như là bảo vệ cũng như là cứu rất là nhiều những cái động vật hoang dã. Mà đặc biệt trong cái tài liệu này nói là cái năm 2003 đó, trong cái cuộc chiến tranh giữa Iraq và Mỹ đó, thì ông này cũng đã coi như dùng cái tất cả khả năng mình có được để bảo vệ một cái sở thú, tránh khỏi cái sự hủy diệt trong cái cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iraq. Thành ra ổng là rất được người ta ngưỡng mộ. Thì ổng mất vào ngày 7 tháng 3 năm 2012. Ông để lại một người vợ, hai đứa con và một hai đứa cháu nội. Thì đặc biệt là trong cái ngày tang lễ của ổng đó, là có 20 con voi. Nó đi khoảng 20 cây số, nó về để giữ đám tang của ông. Và nó ở đó 2 ngày 2 đêm, rồi sau đó nó mới rời khỏi cái túi xứ đó. Thì bởi vì có một cái số trong cái loại voi đó, là nhất là những cái con đầu đàn đó, là khi nó còn nhỏ đó, ổng là cái người cứu nó. Cho nên bây giờ khi nó ra, nó là voi chúa của một cái đầu đàn đó, mà không biết nó ở cách xa như vậy, mà không biết nó làm sao nó biết ổng chết. Mặc dù đã 1 năm rồi nó không tới, nhưng rồi nó biết ổng chết và nó đến, nó về đó. Và cái cặp đặc biệt là cái khi nó di chuyển đó, nó không có di chuyển bình thường, mà để tỏ cái lòng mà giống như nó tôn kính
và để nhớ thương cái người ân nhân của nó. Là cái cách đi của nó là cái con đầu đàn nó đi trước, và những cái con sau đó thì cái đầu nó sát vào cái đuôi của con sau, và nó đi nối dài một cái đường vậy chứ không phải là di chuyển bình thường. Và khi nó về dự tang lễ, cái cách thức của nó cũng như vậy. Cho nên là cái loài voi là cái loài đó mà nó sống rất là nghĩa tình. Ở xa xôi như vậy đó, cách 20 cây số vậy mà nó vẫn biết được rằng cái người ân nhân của nó qua đời, cho nên là nó đi đi về. Mà không phải đi để đi về cho tới nơi, không phải vậy, mà trên cái đường đi đó là để đi theo một cái nghi thức. Còn như bên đạo Phật của mình thì chúng ta thấy rằng khi mà Thái tử Xích Đạt Ta mà ra đời đó, thì trước đó là khi mà nhập vào trong cái thai bào đó, thì đầu tiên là bà mẹ Maya thấy con voi trắng, voi trắng có ngà, nó đi vào bên hồng, biểu tượng của loài voi. Cho nên là trong cái điêu khắc của cái Ấn Độ đó là người ta trình bày voi rất là nhiều, đủ dạng đủ cách khác nha. Và cái con voi đó cũng đi vào trong cái kinh điển của nhà Phật rất là nhiều. Có một cái con voi chiến, nó bị, nó già rồi, rồi nó mới là bị sụp xuống cái dũng lầy. Thì ông vua quý con vua chiến đó, mới ra lệnh là bằng mọi cách là phải cứu con voi đó. Nhưng mà vì nó là cái dũng lầy nó sụp xuống, cho nên là đó, biết bao nhiêu cách mà không cứu được. Thì cái ông tướng cũ của nó được triệu ra cái chỗ đó để mà làm sao cứu con voi này. Thì ông đứng một hồi đó, ông thấy không có cách để cứu rồi, cho nên ông mới nói là tất cả những cái vàng nhạc mà trống mà thúc quân á đem ra. Thì ông nói đây là một cái lượng tiến quân, cho nên ra lệnh là cái quân nhạc đó là phải trội cái khúc tiến quân hùng dũng nhất. Thì cái khi mà cái tiếng mà coi như trống lệnh á để mà tiến quân á, thì cái con voi này nó sống lại cái thời trẻ của nó, là khi mà cái tiếng trống lệnh mà tiến quân như vậy đó, nó là cái con đầu đàn. Và vì vậy đó, nó nghe cái tiếng trống đó, nó giống như nó phục sinh lại, và nó dùng vậy rồi những người khác đỡ phụ lên thì cứu được con voi đó. Và đây nó đưa vào kinh điển bởi vì muốn nói rằng là tất cả chúng ta mà sinh ra làm người đó là chúng ta đã có cái đặc điểm của một con voi chiến. Tức là chúng ta đã chiến đấu với tất cả những cái tội lỗi, những cái sai lầm, những cái dục vọng của mình đó, mà chúng ta có chiến thắng chúng ta mới được làm người. Bây giờ chúng ta sinh ra làm người mà chúng ta lại ngụp lặng trong cái dục vọng của mình đó, thì chúng ta chẳng khác nào cái con voi chiến nó bị sa lầy. Cho nên giờ đây đó mà chúng ta nghe được cái tiếng trống thúc quân, tức là chúng ta nghe được những cái lời hay lẽ phải, những cái mà nó đưa cho chúng ta đó đi vào cái con đường tiến hóa tâm linh, thì chúng ta sống lại, chúng ta phục sinh lại, chúng ta mạnh mẽ lại, chúng ta vươn lên, và chúng ta từ bỏ những cái tội lỗi của mình, từ bỏ những cái sai lầm của mình. Cho nên cái hình ảnh con voi trong kinh điển đó, nó tượng trưng cho cái dũng, không những nó sáng suốt mà nó có một cái dũng khí, vào trong cái chết vẫn dùng lên để đi tìm cái sự sống. Như vậy chúng ta nhớ đó, cái bản chất làm người của chúng ta đó là cái thiện này rất mạnh. Cho nên trong mọi hoàn cảnh đó, không phải cái sự hủy hoại là chân lý, mà cái chuyện dùng lên, mạnh mẽ lên, đầy nghị lực lên là chân lý. Cái con voi đó nó phải sống lại cái tất cả những cái hùng lực của nó để nó ra khỏi cái dùng này. Chúng ta bây giờ dẫu chúng ta có phạm sai lầm gì, chúng ta có tạo nên cái tội lỗi gì đi nữa, thì hãy nhớ rằng chúng ta có cái phước làm người đây. Đừng hủy hoại đó, đừng hủy hoại cái thân làm người chúng ta đây, mà chúng ta phải dùng lên, rồi chúng ta sẽ thoát. Thành ra là mỗi một cái loài đó nó vẫn có những cái ưu điểm của nó. Cho nên là sau này chúng ta đọc trong kinh, chúng ta tìm hiểu thì những cái bài kinh nó mang cái tên loài vật rất là nhiều. Và mỗi một cái loại vật Đức Phật đều cho thấy những cái đặc điểm của nó. Và cái người tu để đắc đạo quả đó cũng lấy từ những cái ưu điểm của nó ra để mà hình thành nên những cái coi như những cái điểm tựa nhỏ nhỏ, để từ đó là mình có thể vươn lên.
Thì như vậy chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là đường luân hồi mà. Đường luân hồi của chúng ta, những cái gì chúng ta làm tốt nó vẫn là những cái điểm tựa tốt. Và hãy đứng trên những cái điểm tựa tốt đó để mà chúng ta đã đẩy mình ra khỏi cái bùn lầy, và chúng ta tránh được những cái sai lầm của mình, chúng ta đừng bị lún lầy. Cho nên nhiều lần tôi cô nhắc lại với quý vị, chúng ta nói những cái lỗi lầm của mình là bởi vì chúng ta muốn đối diện với nó để thấy rõ cái sai của mình, để thấy rõ những cái mình làm là như vậy là chỉ đưa mình đến cái khổ thôi, và mình phải vươn lên. Chứ cái đạo Phật đó không nói tới những cái tội lỗi của mình đó để làm cho mình mặc cảm hơn, không phải vậy. Mình nhìn cho rõ, biết cho rõ để rồi chúng ta không có tái phạm, chỉ có vậy thôi. Cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ đó. Còn khi mà chúng ta không nhìn rõ, không thấy rõ, không đối diện được, không dùng cái trí tuệ của mình để soi sáng, thì chúng ta bị chìm đắm trong những cái cảm xúc đau khổ, chìm đắm trong những cảm xúc tội lỗi, rồi chính mình đã vùi dập mình không có đi ra được. Phải mạnh lên. Chuyện thứ hai nữa đây là cái câu chuyện về một cái người quản tượng. Ông này tên là Jim Williams. Ông là cái người quản tượng, tức là ông chuyên môn săn sóc về voi, huấn luyện voi. Thì ông nói là cái hôm đó là ở trong cái chỗ mà nuôi voi đó là những cái cánh rừng nó rất là lớn. Thì cái con voi mẹ nó mới dẫn cái con voi con đó đi qua một cái suối nó lớn như cái con sông vậy đó. Thì hai mẹ con nó mới đi qua cái suối đó. Nhưng mà không về đến một cái đoạn đó thì nước nó chảy xiết mà nó xoáy quá, thành ra nó mới cuốn cái con voi con. Thì cái con voi mẹ đó nó chồm tới để mà nó muốn chụp để nó cứu con voi con. Nhưng mà con voi con cứ bị xoáy như thế, thì cuối cùng con voi mẹ nó không biết làm sao cả. Thì nó dùng hết cái sức nó đứng trên hai cái chân sau, rồi nó lấy cái vòi nó quấn con nó này, rồi nó mới đặt lên cái gọp đá. Thì khi nó vừa đặt con lên gọp đá, nó vừa buông ra cái là nó bị bật cửa xuống, thì nước xoáy nó cuốn trôi như thế, không ai cứu nó được hết. Thì cái người quản tượng này nè với những người khác chỉ lo cứu con voi con, rồi đưa con voi con vô bờ. Thì con voi con đó là coi như là sống được, không có gì, trầy xước nhẹ thôi. Nhưng mà rất là vui mừng là sáng hôm sau thì cái con voi mẹ nó quay trở về, tức là nước cuốn nó đi tới cái đoạn nào có lẽ là nó hết rồi đó. Thì cái con voi này nó gượng lại được, rồi nó băng rừng nó về tìm con nó, thì mẹ con nó lại quấn quýt với nhau. Thì chúng ta sẽ còn tìm thấy rất là nhiều câu chuyện để mà cho thấy rõ rằng là cái loài voi này nè, nó đối với những cái con mà trong đàn của nó cũng như là đối với con cái của nó có một cái tình cảm mà nó thương yêu với nhau đó, mà nó phải nói là nó chăm sóc với nhau đó, là hết sức là chu đáo. Thí dụ như người ta khám phá ra những cái chỗ mà nó gọi là cái nghĩa địa của cái loài voi. Thì khi mà nó một cái con voi đầu đàn của nó mất thì cái nghi thức của nó trang trọng lắm. Mà những cái con voi này nè, nó đi tìm nước á, mà nó là xịt vô, rồi nó làm cho những cái cây đó tróc gốc hết, rồi nó mới dùng nước á, nó xịt rồi nó làm những cái lỗ lớn. Rồi xong sau đó nó dùng vòi nó quật những cái cây đó, nó mới đan, nó sắp, nó đan nhau những cái cây dưới đó. Rồi khi cái con chim đầu đàn của nó, cái con voi đầu đàn của nó mà tới cái giờ mà gọi là giống như hạ quyệt á, thì nó đưa cái con voi đầu đàn nó xuống đó, rồi xong sau đó nó lại đi tìm những cái cây lớn nó chất lên, rồi nó phủ hết tất cả nó để đó, là nó để đó bảo dưỡng cái xương cốt của cái con voi đầu đàn. Rồi về sau nếu nó còn ở cái khu rừng đó lâu dài đó, thì cứ những cái con voi đầu đàn mà mất hoặc là những cái con voi mà nó cho rằng xứng đáng á, thì nó đem về nó đều chôn một cách như vậy hết. Thì chứng tỏ rằng sao? Nó rất là biết. Mà những cái con voi này đó, mà khi mà nó trả thù đó, thì nó sẽ có cái động tác nó làm thế này, là nó hút nước. Rồi xong đó không biết là cái nước biến nó như thế nào á, mà nó xịt tới đâu là thúi không thể nào chịu được. Hoặc là nó về những cái buôn làng đó, là nó sẽ dùng cái vòi đó nó quật hết, nhà cửa nó cũng quật xuống, mà ruộng nương rồi nó cũng quật hết, nó dài đạp hết, không còn cái gì cả. Cho nên chúng ta nhìn như vậy để thấy gì? Để thấy những cái tập khí đó mình cũng có, không phải riêng nó. Thương thì khác, mà không thương thì khác.
tôn trọng thì khác, không tôn trọng thì khác. Chỉ có Phật mới không có dính vô cái chỗ này thôi. Còn ngày nào mà chúng ta chưa có nhập dòng thánh thì tất cả cái luật nó đi từ cái chỗ rồi thương với ghét. Đi trong những cái cảm xúc đó thì tất cả những cái biểu hiện đó từ cái loài vật tới loài người giống nhau. Và khi chúng ta học, chúng ta nghiên cứu về những cái này đó, để chúng ta thấy cái điều mà Đức Phật nói là chính xác, là bốn hạng người khổ. Còn chúng ta là con người là nửa lạc nửa khổ. Chúng ta sống như thế nào mà để khi chúng ta chết á, là chúng ta đi vào cái con đường lạc chứ không đi vào con đường khổ. Đó là do hiện tại mình định hướng. Và hiện tại đó, mình thấy trong cái tính tình của mình á, khi mà tất cả những cái điều gì xảy ra đó, cái tâm mình ứng phó như thế nào, cái tâm mình ứng phó như thế nào thì mình biết cái tâm đó là thiện hay tâm đó bất thiện. Và đặc biệt là nó không có phải là có một lần diễn ra, mà nó lặp đi lặp lại. Chỉ có vấn đề là khi nó lặp đi lặp lại mình thấy không. Nếu như nó lặp đi lặp lại mình không thấy là đại gì vậy? Cái lúc nó lặp đi lặp lại bằng tâm nào thì mình đã phối hợp ở bên trong rồi. Như vậy rồi chúng ta đó bị cái dòng nghiệp cũ này nè, nó làm thành một cái lực để nó sử dụng. Một cái lực bất thiện hoặc lực thiện đó, nó sử dụng toàn bộ cái thân tâm này, là mình bị nô lệ. Còn chừng nào mình thấy biết đây là cái pháp thiện chi phối hay pháp bất thiện chi phối, để mình có quyền hợp tác hay có quyền tách rời, thì cái đó chỉ khi nào chúng ta rèn được cái trí tuệ về tâm linh thì chúng ta mới biết và chúng ta mới ứng xử được. Còn nếu không có rèn luyện thì tất cả chúng ta bị cái gì? Bị những cái cảm xúc lôi kéo vào, và chúng ta bị che trong những cái cảm xúc đó, chúng ta không có thoát ra được. Và khi mà chúng ta ý thức được đó, thì mọi chuyện nó đã muộn rồi. Đó, chúng ta nhớ cái này, nhớ cái vấn đề mà nghiệp nó hình thành cái thói quen của mình. Nghiệp đó là cái sự tạo tác mạnh mẽ, nghiệp là gieo xuống cái hạt giống của mình. Chúng ta nhớ cái công thức này để chúng ta hiểu rằng hàng ngày suy nghĩ chúng ta là gieo nghiệp, lời nói chúng ta là gieo nghiệp, ứng xử chúng ta là gieo nghiệp. Vậy chúng ta gieo thiện hay ác, tự mình biết. Tiếp tục hay tránh xa, tự mình đều có thể làm được. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta sáng suốt, để không đi vào con đường đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong vòng tịnh xa lữ đêm hàng ngày, lữ nơi đền tháp xưa nay, những nơi viện thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hỏi học về, sẽ dùng pháp đi
độ chư tăng, cửa tự ẩn náu phương hành hạ xa. Tỳ tu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu. Hiện nam tinh nữ công phu, đều là thi chủ động phụ trợ nhân. Những người trong khắp môn lân, triều cư châu quận được phần an cương. Chúng sanh bốn loại không lường, vãng thai thấp hoa khi nương pháp hành. Giải thoát phan bảo nên hành, đặng mà những khổ chuyện quanh qua đây. Cầu cho hưng thắng lâu dài, phát triển tri thức các ngài mở mang. Phật tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau. Lại thêm phẩm hạnh thân cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con ân hoa tâm pháp Phật nơi giáo truyền. Còn hướng sao bài pháp chiêu thiên trong tỉnh xa, nơi đền tháp Bồ Đề, hoặc chú sư đó đây được cung dường pháp khí, hãy làm cho an lạc trong vòng tỉnh xa này. Thì kêu thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ, cùng thiện nam tinh nữ, người trong làng châu quận, cùng các bậc phụ lãnh và tất cả chúng sanh, hãy đều được an lạc. Hai sinh cùng hoãn sinh, pháp sinh hoa sinh chúng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát. Quyền pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy. Nguyện chư tăng hòa hợp, lợi ích và bình an, đều thành tựu viên mãn. Xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo keo tiết. Hồi hướng công đức, con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh tội mừng. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền quá vãng trọn phần pháp duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an cương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi hướng quý thuộc, Y Đàm Mô Nha, Y Đàm Mô Tu Su Thi Ta Tu Nha Ta Yô. Y Đàm Mô Nha, Y Đàm Mô Tu Su Thi Ta Tu Nha Ta Yô. Y Đàm Mô Nha, Y Đàm Mô Tu Su Thi Ta Tu Nha Ta Yô. Y Đàm Mô Ta Nê Tu Nha Ta Sa Va Ta Ya. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày.